Chương 1035, quả nhiên có vấn đề. Minh Hà giới bên trong, thiên kiếp không ngừng oanh kiếp xuống. Tại có hải lượng tín ngưỡng thần lực bảo vệ tình huống dưới, như thẩm trường thanh trong dự đoán như vậy, núi linh hữu kinh vô hiểm trực tiếp vượt qua hóa hình thiên kiếp, hóa thành một thanh niên tu sĩ. Nhưng mà, tại thanh niên núi linh tấn thăng hóa hình kỳ về sau, kia cổ tín ngưỡng thần lực còn không có tiêu hao bao nhiêu, mà là tiếp tục hướng lên đột phá, Hóa hình trung kỳ, hóa hình hậu kỳ, hóa hình viên mãn. Không đến nửa canh giờ, thanh niên núi linh đã là phá vỡ hóa hình viên mãn giới hạn, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Này giống như cảnh giới, nên tính là tương đương với tiên đạo cực cảnh đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đại tông sư trở lên chính là cực cảnh. Đối với núi linh đẳng cấp phân chia, hắn chỉ hiểu rõ đến hóa hình, cao hơn một tầng là cái gì cảnh giới? vậy liền không được biết rồi bây giờ thanh niên núi linh mượn nhờ tín ngưỡng thần lực đã là đi thẳng đến tương đương với cực cảnh trình độ mà lại cái này đột phá tốc độ không có chậm lại bao nhiêu cực cảnh trung kỳ cực cảnh hậu kỳ cực cảnh viên mãn oanh thiên nhân thanh niên núi linh nháy mắt phá cảnh thiên nhân thiên nhân không đúng hắn tu không phải tiên đạo mà là thần đạo dùng thần đạo đến đối ứng lời nói bây giờ thiên nhân trước ngũ trọng hẳn là xưng là uẩn hồn thẩm trường thanh thời khắc chú ý đến biến hóa của đối phương thiên nhân trước ngũ trọng vì uẩn hồn thiên nhân sau ngũ trọng vì siêu phàm chờ đến đánh vỡ thiên nhân giới hạn về sau chính là bất hủ kim thân mà lấy vạn giới thần đạo phân chia đó chính là nhập thánh rất nhanh thanh niên núi linh liền đã phá vỡ uẩn hồn giới hạn tiến vào siêu phạm cảnh giới chờ đến siêu phạm viên mãn về sau kia cổ mênh mông tín ngưỡng thần lực mới xem như tiêu hao hầu như không còn không sai một chút thần tinh có thế một hơi đẩy lên tới siêu phạm viên mãn tình trạng lại dùng một chút thời gian tin tưởng nhóm lửa thần hỏa thành tựu thần cảnh đều không phải vấn đề thẩm trường thanh gật đầu gật đầu đây chính là vì cái gì thần tinh sẽ làm chư thiên lưu thông tiền tệ nguyên nhân bất luận cái gì một khối thần tinh, đều là thần cảnh trở lên tu sĩ hao phí thời gian tâm lực, lấy tín ngưỡng thần lực ngưng tụ mà thành, chính là tăng cao tu vi bảo vật. Liền xem như yếu nhất thần tinh, đối với thần cảnh trở xuống tu sĩ tới nói, đều là khó mà cân nhắc chí bảo. Bây giờ, thanh niên núi linh từ hóa hình trở xuống một hơi tăng lên tới siêu phạm viên mãn, có thể so với thiên nhân thập trọng tình trạng, chỉ là dùng hai khối phổ thông thần tinh mà thôi thay lời khác tới nói. Phổ thông thần cảnh nhất trọng tu sĩ, dùng thời gian 20 năm ngưng tụ ra tín ngưỡng thần lực, liền có thể trực tiếp tạo nên một vị siêu phàm viên mãn tu sĩ ra tới. Như thế lực lượng, ta chính là núi linh nhất tộc hoàng giả. Thanh niên núi linh cảm thụ được thân thể của mình bên trong tràn ngập lực lượng, trên mặt hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Nếu như đem một ngày trước bản thân cùng bây giờ tự mình làm so sánh lời nói, bây giờ bản thân chỉ cần một ngón tay là có thể đem mình trước kia cho nghiện chết. Cái này chính là thực lực thuế biến. Làm thanh niên núi linh nhìn về phía thẩm trường thanh thời điểm, trong mắt không tự chủ được hiện ra một vệt sát ý, nhưng rất nhanh cổ này sát ý chính là tiêu tán không gặp. Hắn hiểu được. Bằng vào mình bây giờ thực lực, còn không phải trước mắt cái này nhân tộc đối thủ. Đối phương có thế một lời uống chết cái khác núi linh, tiện tay liền đem thực lực bản thân tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có thủ đoạn như vậy quả thực là nghe rợn cả người cho nên thanh niên núi linh bây giờ thái độ biểu hiện cực kỳ cung kính đa tạ đại nhân ban thưởng này tạo hóa mới khiến cho tiểu nhân tu vi đột phá này đại ân đại đức tiểu nhân suốt đời khó quên không cần phải gấp gáp cám ơn ta sự tình còn chưa kết thúc thẩm trường thanh từ tốn nói thoại âm rơi xuống hắn lần nữa lấy ra mấy khối thần tinh kết toán, đem bên trong tín ngưỡng tạp chất toàn bộ luyện hóa hết, chỉ để lại thuần túy nhất tín ngưỡng thần lực. Tiếp tục luyện hóa, ta muốn nhìn xem ngươi cực hạn rốt cuộc là ở nơi nào. Tạ Đại Nhân Thanh niên núi linh nhìn xem trước mặt lại lần nữa xuất hiện tín ngưỡng thần lực. Mà lại là so với mình phía trước luyện hóa tín ngưỡng thần lực nồng đậm không chỉ một lần, nội tâm kích động có thể nghĩ. Mặc kệ đối phương là có nhiều mục đích, nhưng đã có thể tăng trưởng thực lực mình vậy liền quả quyết không có cự tuyệt đạo lý tương phản hắn hy vọng đối phương có thể cho đến tín ngưỡng thần lực càng nhiều càng tốt chờ đến thực lực mình đủ mạnh thời điểm là có thể đem đối phương cho chém giết đến lúc đó còn lại tín ngưỡng thần lực cũng liền đều là bản thân rồi nghĩ như vậy thanh niên núi linh tiếp tục luyện hóa tín ngưỡng thần lực nhập thánh trung giai nhập thánh hậu giai đến như thế cảnh giới về sau, tín ngưỡng thần lực chính là tiêu hao hầu như không còn. Không đợi đối phương mở miệng, thẩm trường thanh lần nữa xuất ra mấy khối tín ngưỡng thần lực, làm cho đối phương một hơi tu luyện đến nhập thánh viên mãn tình trạng. Trước trước sau sau dùng 10 khối thần tinh, để một cái tương đương với tông sư núi linh, trực tiếp tăng lên tới nhập thánh viên mãn giai đoạn, nếu là đến tiếp sau muốn bốc cháy thần hỏa lời nói, cần thiết thần tinh đoán chừng liền không có đơn giản như vậy. Thẩm trường thanh nhìn xem thực lực tăng nhiều thanh niên núi linh. Đang âm thầm suy tính thần tinh tăng thực lực lên biên độ lúc, cũng là đang quan sát trên người đối phương biến hóa. Đáng tiếc để hắn thất vọng nói. Thanh niên núi linh trừ thực lực tăng vọt bên ngoài, giống như không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chẳng lẽ tính ngưỡng phong thần thuật, thật chỉ là một môn pháp quyết tu luyện đơn giản như vậy sao? Thẩm trường thanh có chút không quá tin tưởng. Cái kia thần bí tồn tại, không có khả năng vô duyên vô cớ truyền xuống pháp quyết tu luyện, tuyệt đối có hắn nguyên do. Dưới mắt thanh niên núi linh không có biến hóa, rất có thể là cảnh giới không đủ. Hoặc là bản thân trước kia phỏng đoán phương hướng liền sai rồi. Có lẽ tín ngưỡng phong thần thuộc vấn đề, không ở chỗ tu vi tăng lên phía trên. Nhìn xem thanh niên núi linh, thẩm trường thanh não hải tư tự chuyển động. Sau đó, hắn quyết định thử lại thử một lần. Dù sao hiện tại mới dùng 10 khối thần tinh mà thôi, liền xem như đem đối phương đẩy lên tới thần cảnh, tối đa vậy không dùng đến 100 khối thần tinh. Có thể nhìn thấy, tại chư thiên ở trong tạo nên một vị thần cảnh, đối với những cái kia đại tộc tới nói, là rất sự tình đơn giản. Một trăm khối thần tinh phỏng đoán cẩn thận, đều có thể tạo nên hai vị thần cảnh ra tới. Một triệu thần tinh lời nói, liền có thể trực tiếp tạo nên hai vạn thần cảnh bất quá dạng này thần cảnh chỉ là ở vào mới vào thần cảnh giai đoạn mà thôi lại không có tín ngưỡng lực lượng làm nguồn suối chỉ lấy thần tinh nhóm lửa thần hỏa cũng là yếu nhất thần cảnh một khi thần hỏa lực lượng tiêu hao hầu như không còn không có cái mới thần tinh làm bổ sung như vậy hắn có thể phát huy ra tới thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều có thể nói không có sinh linh tín ngưỡng làm nguồn suối vốn dĩ thần tinh thúc đẩy sinh trưởng ra tới thần cảnh đều là đồng đẳng với pháo hôi tồn tại, không có bất kỳ cái gì lên cao không gian có thể nói, có thể phát huy thực lực cũng là có hạn. Muốn cải biến những này thần cảnh, liền phải tìm một phương sinh linh tín ngưỡng, nhưng cứ như vậy, trong đó tiêu hao cũng không phải là mấy chục khối thần tinh có thể cân nhắc rồi. Bằng vào ta bây giờ thần tinh tài nguyên, nếu như toàn lực tạo nên lời nói, phỏng đoán cẩn thận có thể ở nhân tộc thúc đẩy sinh trưởng ra mấy chục vạn thần cảnh nhất trọng ra tới, nhưng như vậy, trước kia tu luyện tiên đạo liền tất cả đều uổng phí. Mặt khác mấy chục vạn thần cảnh nhìn như rất nhiều. Nhưng này chờ pháo hôi tự như thần cảnh, tại thần vương trước mặt căn bản không được nửa điểm tác dụng, thật muốn làm như vậy rồi, chính là đồng đẳng với tại hủy đi nhân tộc căn cơ. Thẩm trường thanh sắc mặt hờ hững. Thúc đẩy sinh trưởng thần cảnh dễ dàng, thúc đẩy sinh trưởng cường đại thần cảnh cũng rất khó khăn. Mà lại thúc đẩy sinh trưởng ra tới tu sĩ, làm sao có thể xứng đáng cường giả hai chữ. Nhìn chung chư thiên. Những cái kia lớn thị tộc bên trong, cũng không thấy có ai lấy thần tinh thúc đẩy sinh trưởng ra thần cảnh tu sĩ, mà là chú trọng thiên phú nội tình cùng với tiềm lực. Đến chọn lựa đệ tử thích hợp đến ban cho sinh linh tín ngưỡng. Chỉ có sinh linh tín ngưỡng, mới là thần đạo căn cơ chân chính. Đại nhân, dám hỏi thế nhưng là kết thúc rồi à? Thanh niên núi linh thận trọng hỏi hắn mặc dù cảm giác được mình bây giờ trạng thái từ chỗ không có tốt, nhưng nếu như có thể tiến một bước đạt được tín ngưỡng thần lực, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Thanh niên núi linh có loại dự cảm. Nếu như mình lần nữa làm ra đột phá, tuyệt đối có thể nên đón một lần kinh thiên thuế biến. Thẩm trường thanh như cười như không hỏi, người muốn tiếp tục đột phá. Đúng thế. Thanh niên núi linh thành thật trả lời. Thẩm trường thanh nói, tốt, ngươi muốn đột phá, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi." Hắn cũng không có lãng phí thời gian, một hơi vung ra mấy chục khối thần tinh, trực tiếp đem những cái kia thần tinh tạp chất loại bỏ ra ngoài, hóa thành thuần túy tính ngưỡng thần lực. Mênh mông thần lực. Sau phía trước hai lần đều cần nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần. Nhìn xem đoàn kia nồng đậm đến cực hạn tính ngưỡng thần lực, thanh niên núi linh trong mắt lộ ra khó mà ức chế khát vọng. Hắn tin tưởng bản thân chỉ cần luyện hóa cái này đoạn tín ngưỡng thần lực, nhất định có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu không phải cố kỵ đến trước mắt nhân tộc thực lực, không dám mạo hiểm nhưng cướp đoạt lời nói, thanh niên núi linh đã là trực tiếp ra tay rồi. Cầm đi đi. Thẩm trường thanh phất tay, đoàn kia tín ngưỡng thần lực chính là dung nhập vào thanh niên núi linh trong thân thể. Tín ngưỡng thần lực chuyển vào, thanh niên núi linh lúc này nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo tín ngưỡng phong thần thuật phương pháp tiến hành đột phá thời gian trôi qua thẩm trường thanh nhìn xem nhắm mắt đột phá thanh niên núi linh trên người đối phương tín ngưỡng thần lực sôi trào mãnh liệt cũng không có xuất hiện cái gì không thể đoán được biến cố chính đáng hắn coi là đối phương muốn đột phá thành công thời điểm đột nhiên thanh niên núi linh mở mắt ra trên mặt toát ra thất kinh thần sắc cứu ta hắn mở miệng cầu xin tha thứ thẩm trường thanh một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp đem thần niệm rơi vào trên người đối phương, muốn dò xét ra tương ứng mánh khóe. Chẳng qua là khi hắn thần niệm vừa mới rơi vào thời điểm, thì có một cổ tàn bạo khí tức dâng lên. Thanh niên núi linh trong mắt thần quan tiêu hết, bị một cổ bạo ngược khí tức sợ chiếm cứ. Ngay sau đó, liền gặp được thanh niên núi linh thấp giọng gào thét, tự như là tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ khó tả lại hình như là ở hoàn thành một loại nào đó cường đại thuế biến. Chỉ thấy hắn phần lưng cao cao chấp lên, quần áo nổ bể ra tới. Lúc đầu hóa hình thiên địa đạo thể bộ dáng, lúc này cũng là một chút xíu sụp đổ, một lần nữa bày biện ra vốn có giả thú hình thái. Đóng. Giả thú tứ chi chạm đất, ngửa mặt lên trời gào thét, một cổ hung hãn khí tức giống như thủy triều giống như hướng về tứ phương khuếch tán, kia cổ kinh người thuế biến vẫn là không có ngừng nghỉ nửa phần tại thẩm trường thanh trong ánh mắt, giả thú thân thể không ngừng lớn mạnh, trước kia giả thú diện mạo cũng là tại một chút xíu cải biến. Lúc này, hắn đã là thối lui đến nhất định phạm vi, yên lặng nhìn xem thanh niên núi linh thuế biến. Tính ngưỡng phong thần thuộc quả nhiên là có vấn đề. Thẩm trường thanh ánh mắt khẽ biến, nhưng khi thanh niên núi linh triệt để hoàn toàn lột xác một khắc này, sắc mặt của hắn cuối cùng nổi lên một vệt chấn kinh. chương 1036, vấn đề rất nghiêm trọng. Đóng. Tràn ngập bạo ngược gào thét, chỉ thấy tại Minh Hà giới bên trong, một đầu hung thú đã là xuất hiện ở nơi đó. Rất nhanh. Đầu hung thú kia liền phát hiện thẩm trường thanh hành tung, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về hắn đánh giết mà đi. Bất quá. Chờ đầu hung thú kia vừa mới có hành động thời điểm, Minh Hà giới bên trong liền truyền đến một cổ cường đại giam cầm lực lượng, cưỡng ép đem đầu hung thú kia cho giam cầm ngay tại chỗ. Trong chốc lát, lúc đầu khí diễm phát lối hung thú, giống như bị như ngừng lại nơi đó đồng dạng. Thẩm Trường Thanh nhìn xem trước mặt hung thú. Ánh mắt ngưng trọng không thôi. Hư Không Thú. Hoàn hành tại Chư Thiên Hư Không Thú, vậy mà chính là núi linh biến thành. Trước mắt hung thú mặc dù nhìn như cùng Minh Hà giới hung thú không có khác biệt quá lớn, nhưng cả hai tại khí tức bên trên là có nhất định khác biệt núi linh biến thành hung thú nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chính là cùng hắn trong hư không đụng phải hư không thú đồng dạng từ nơi này thẩm trường thanh liền có thể trực tiếp khẳng định trước mắt hung thú chính là hư không thú cùng lúc đó thanh y thân ảnh cũng là nổi lên tại thẩm trường thanh khảo thí núi linh vấn đề thời điểm vì phòng ngựa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn Cố ý đem Thanh Y vậy đưa vào đến Minh Hà giới bên trong. Chỉ là trước mặt thời điểm, Thanh Y một mực không có hiển hóa ra chân thân mà thôi. Cho tới giờ khắc này, đối phương rốt cục hiển lộ thân hình. Không thể nào, núi linh chính là vạn tộc sinh ra căn nguyên, chỉ cần có thể sinh ra linh trí, vậy liền không có khả năng lại biến thành hung thú, chỉ có những cái kia một mực không thể sinh ra linh trí người mới có thể hóa thành hung thú. Vừa rồi cái kia núi linh rõ ràng linh trí mở rộng nếu là nhập chư thiên hoàn toàn có thể tự lập nhất tộc như thế nào đột nhiên hóa thành hung thú hắn trên mặt có chấn kinh thần sắc linh trí mở ra núi linh là tuyệt đối không có khả năng hóa thành hung thú tại chính mình nhận biết bên trong vậy chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy thay lời khác tới nói nếu như khai linh trí núi linh tại tấn thăng thần cảnh lúc lại hóa thành hung thú lời nói như vậy vạn tộc căn bản cũng không khả năng xuất hiện thẩm trường thanh sắc mặt nghiêm nghị núi linh hóa thành hung thú tuyệt không phải ngẫu nhiên ta hoài nghi cùng tín ngưỡng phong thần thuật có quan hệ nhưng cụ thể như thế nào ta còn phải tiến một bước xác nhận mới được hắn trong lúc mơ hồ đã là minh bạch tín ngưỡng phong thần thuật tệ nạn bất quá hiện tại chỉ là một núi linh hóa thành hung thú không thể nói rõ quá nhiều đồ vật muốn chân chính xác định xuống tới còn phải liên tục xác định sau đó Thẩm Trường Thanh lại từ tổ mạch bên trong, trực tiếp bắt 10 cái núi linh tới. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, lấy ra bộ phận thần tinh, đem cái này 10 cái núi linh toàn bộ đều cho cưỡng ép tăng lên tới thần cảnh tiêu chuẩn. Tại không vào thần cảnh trước kia, tất cả núi linh đều là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể tại sắp nhóm lửa thần hỏa tấn thăng thần cảnh thời điểm, vấn đề chính là đi ra. Cùng ngay từ đầu thanh niên núi linh một dạng, trước mắt mười đầu núi linh tương tự là hóa thành không có bất kỳ cái gì linh trí chỉ biết giết chóc hư không thú xem ra đích thật là cùng tín ngưỡng phong thần thuật có quan hệ sở hữu tu luyện tín ngưỡng phong thần thuật tiếp theo tấn thăng thần cảnh núi linh cũng sẽ ở tối hậu quan đầu mất mát linh trí hóa thành chỉ biết giết chóc hư không thú thẩm trường thanh nhìn xem trước mặt mười một con hư không thú rốt cuộc xác định trong lòng mình phỏng đoán tín ngưỡng phong thần thuật có vấn đề mà lại vấn đề còn rất nghiêm trọng biết nghĩ một hồi nếu như chư thiên sở hữu núi linh toàn bộ đều tu luyện tín ngưỡng phong thần thuật sau đó tại tấn thăng thần cảnh thời điểm hóa thành hư không thú lời nói như vậy chư thiên vạn tộc liền từ căn nguyên bên trên xuất hiện vấn đề đợi đến hiện hữu vạn tộc chết hết liền rốt cuộc khó có mới chủng tộc sinh ra mặc dù nói bây giờ vạn tộc sinh linh mênh mông chủng tộc số lượng khó mà tính toán nhưng từ xưa đến nay, tại vạn tộc phân tranh bên dưới, vẫn là hủy diệt chủng tộc vô số kể. Nếu quả như thật không có cái mới chủng tộc lại đi bổ sung, chư thiên vạn tộc rất có thể liền trở thành một cái quá khứ. Thanh y trầm giọng nói, tôn thường thử lại một lần. Nếu như những này núi linh vì đó phương pháp khác tấn thăng thần cảnh, nhìn xem phải chăng còn sẽ hóa thành hung thú. Được. Thẩm trường thanh chỉ là hơi tưởng tượng, liền hiểu thanh y ý tứ, sau đó lại là bắt giữ đến 10 cái núi linh. Nhìn xem trước mặt 10 cái rung lẫy bảy núi linh, hắn lạnh giọng nói, tiếp xuống ta sẽ truyền cho các ngươi tương ứng pháp quyết tu luyện, ta cần các ngươi dựa theo ta cho pháp quyết tu luyện, tiến hành luyện hóa tín ngưỡng thần lực. Nếu ai dám tự tiện làm ẩu, hoặc là dùng tín ngưỡng phong thần thuộc luyện hóa tín ngưỡng lời nói, như vậy đám hung thú này chính là của các ngươi hạ trang. Thoải âm rơi xuống. 11 con hung thú thân thể không có bất kỳ cái gì dấu hiệu giống như, trực tiếp nổ bể ra tới. Huyết nhục vẫy ra. Để kia 10 cái núi linh sắc mặt trắng bệt, cuốn quyết trả lời, đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên nghe lời. Rất tốt. Thẩm trường thanh lấy thần niệm truyền công phương pháp, đem bản thân sáng tạo thiên điển, trực tiếp truyền cho trước mắt 10 cái núi linh. Thiên điển chính là vì thiên tông đệ tử sáng tạo, cho nên liền xem như cho núi linh tu luyện, vậy hoàn toàn không là vấn đề. Thần niệm truyền công Núi Linh cơ hồ là một nháy mắt liền có thể nắm giữ thiên điển. Lập tức Thẩm trường thanh liền đem thần tinh bóp nát trực tiếp hóa thành thuần túy tín ngưỡng thần lực, sau đó để 10 cái núi linh hấp thu luyện hóa. Tại nồng đậm tín ngưỡng thần lực tác dụng dưới, núi linh nhóm thực lực liên tục tăng lên. Hóa hình Quẩn hôn Siêu phàm Nhập thánh mà ở sắp nhóm lửa thần hỏa thời điểm, 10 cái núi linh vẫn như cũ như là trước mặt núi linh một dạng, trực tiếp mất mát rơi tất cả linh trí, hóa thành chỉ biết giết chóc hư không thú. Không thể nào, bọn hắn chính là lấy thiên điển tấn thăng thần cảnh, vì sao cũng sẽ hóa thành hư không thú. Thẩm trường thanh biến sắc. Nếu như là tín ngưỡng phong thần thuộc vấn đề, như vậy hiện tại những này núi linh tu luyện thiên điển, lẽ ra có thể tránh khỏi hóa thành hư không thú khả năng mới là nhưng tình huống dưới mắt lại là để hắn có chút hoang mang. Thanh y thanh âm ngưng trọng, chưa hẳn chính là thiên điển vấn đề, lão phu hoài nghi, chỉ cần là tu luyện tín ngưỡng phong thần thuộc núi Linh, tại ngày sau tấn thăng thần cảnh lúc, đều sẽ trực tiếp hóa thành hư không thú. Mặc kệ trong đó phải chăng chuyển tu những công pháp khác, đều là giống nhau. Lời này vừa nói ra. Thẩm trường thanh hơi biến sắc mặt. Nếu thật là như vậy, như vậy tín ngưỡng phong thần thuật đáng sợ liền so với mình trong dự đoán còn cường đại hơn rất nhiều. cứ việc tín ngưỡng phong thần thuật mục tiêu chính là núi linh, cùng nhân tộc không có liên quan quá nhiều. nhưng mà đối phương cách làm giống như là là đoạn tuyệt lại có mới chủng tộc xuất hiện khả năng thủ đoạn như thế, thẩm trường thanh không dùng nghĩ lại đều có thể minh bạch đối phương tuyệt đối là có lớn mưu đồ. nhưng cụ thể là dạng gì mưu đồ hắn cũng không thể biết. Núi Linh tồn tại ở nhân tộc trong thiên địa, cho đến nay những này núi Linh thực lực đều là dừng lại tại hóa hình cấp độ. Liền xem như có thể so với thiên nhân núi Linh đều chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là tấn thăng thần cảnh rồi. Như thế tầng thứ núi Linh, không nói đến có thể hay không hóa thành hư không thú, vẹn vẹn là rời đi thiên địa, đối với bọn hắn tới nói chính là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng mà chưa thiên hư không trung, hư không thú hoành hành tứ phương, như thế nói đến những này hư không thú hẳn là đến từ những địa phương khác thẩm trường thanh tỉnh táo nói nói cách khác cái kia thần bí tồn tại bày ra chuẩn bị ở sau không đơn thuần là dính đến một cái nhân tộc đơn giản như vậy rất có thể đã là dính đến chư thiên vạn tộc có tín ngưỡng phong thần thuật tồn tại chư thiên gần như không có khả năng lại có mới chủng tộc xuất hiện trừ phi có thể không tu luyện tín ngưỡng phong thần thuật hoặc là hoàn toàn hủy bỏ tín ngưỡng phong thần thuật có lẽ mới có thể tránh hóa thành hư không thú khả năng chỉ là đây đều là chính thẩm trường thanh phỏng đoán muốn có được xác minh còn phải lại đi bắt giữ một bộ phận núi linh mới được nửa canh giờ lại có một nhóm núi linh xuất hiện ở minh hà giới bên trong trừ núi linh bên ngoài còn có một số linh trí chưa thông giả thú căn cứ chính mình ý nghĩ thẩm trường thanh đầu tiên là phế trừ những cái kia núi linh sở hữu tu luyện mà đến lực lượng, đem bọn hắn toàn bộ đánh rớt phàm trần, trừ có được linh trí bên ngoài, cái khác hết thảy đều cùng phổ thông giả thú không có gì khác nhau. Ngay sau đó, thẩm trường thanh chính là truyền thụ những này núi linh thiên điển, làm cho đối phương hấp thu tín ngưỡng thần lực, lại bắt đầu lại từ đầu từng bước một tu luyện. Làm bọn hắn tấn thăng thần cảnh thời điểm, những này núi linh rốt cục không có hóa thành hư không thú, mà là trở thành chân chính thần cảnh tu sĩ. Lực lượng thật mạnh. T. Khi 10 cái núi linh tại tấn thăng thần cảnh về sau. Cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa bành trướng lực lượng, lại nhìn về phía thẩm trường thanh ánh mắt lúc, đã là lộ hung quan. Đối phương mặc dù để bọn hắn đột phá đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hảo ý hiện tại thực lực bản thân đột phá, vừa vặn đem cái này nhân tộc chém giết, sau đó lại trên người đối phương khả năng tồn tại cái khác tín ngưỡng thần lực cơ hồ là cùng một thời gian mười cái núi linh bạo khởi hướng về thẩm trường thanh liên hợp đánh tới đối với lần này thẩm trường thanh khẽ lắc đầu ánh mắt hờ hững ta có thể sáng tạo các ngươi liền có thể để các ngươi hủy diệt lúc đầu không động thủ lời nói các ngươi còn có thể sống lâu mấy canh giờ nhưng bây giờ động thủ chính là tự tìm đường chết hắn đứng chắp tay vẽn vẹn thần niềm khẽ động minh hà giới bên trong thì có hoảng sợ thiên uy nghiền ép xuống tới mười cái núi linh thân thể nháy mắt bị giam cầm ở nguyên địa trong mắt hung quan tiêu hết khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc bọn hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng không có biện pháp gì tiếp theo hơi thở mười cái thần cảnh núi linh nhục thân nổ tung nhóm lửa thần hỏa cũng là tiêu tán trống không sau đó Thẩm trường thanh nhìn xem còn lại một chút không có khai linh trí giả thú, hắn cũng không có đi xóa bỏ, mà là tùy ý những này giả thú tại minh hà giới bên trong sinh tồn. Cùng núi linh trong tay nhiễm nhân tộc máu tươi khác biệt, những này giả thú cũng không có dính qua cái gì nhân tộc máu tươi, để cho còn sống cũng không phải vấn đề. Tuy nói minh hà giới hung thú đông đảo, lấy những này giả thú thực lực, tỷ lệ lớn là không có cái gì khả năng sống sót. Nhưng bất kỳ sự tình cũng không có tuyệt đối minh hà giới bên trong, thiên tài địa bảo đông đảo. Những này giả thú nếu như có thể may mắn có thể nuốt lời nói, nói không chừng liền có thể khai linh trí, từ đó đạp lên con đường tu hành. Liền xem như không có khai linh trí, cũng có thể tiến một bước trưởng thành, trở thành cường đại hung thú. Dù sao bất kể như thế nào, những này giả thú lưu tại minh hà giới bên trong, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Làm xong những này về sau. Thẩm trường thanh nhìn thoáng qua sắc trời, Yên lặng nói một câu, thời gian thường sai không nhiều lắm. Bản thân nói với cổ hưng chính là ba ngày. Bây giờ vẽn vẹn là nghiên cứu tính ngưỡng phong thần thuộc vấn đề, đều dùng hai ngày không sai biệt lắm. Tính đến trước mặt thời gian, ba ngày không nhiều không ít vừa vặn. Chương 1037 lại tụ hợp Long Thủ Sơn. Long Thủ Sơn. Đã từng chính là Đại Tần Thánh Địa, hiện tại thì là Hoàng Đình Thánh Địa. Ngày xưa Đại Tần lập quốc ở đây, Hoàng Đình đồng dạng ở đây chiêu cáo thiên địa mà thành lập. Cho nên, nơi này nói là nhân tộc Hoàng Đình Long mạch chỗ, cũng là nhân tộc khí vận ngưng tụ nồng nặc nhất địa phương. Thường ngày thời điểm, Long Thủ Sơn đều là có trọng binh trấn giữ, không có chiếu lệnh ai cũng không được tự tiện vào. Nhưng hôm nay lại là khác biệt. Long Thủ Sơn mở các phương tông môn cường giả đều là cùng nhau mà tới. Long Thủ Sơn không hổ là hoàng đình phong thiện chỗ. Nơi đây linh khí nồng đậm, liền xem như so tổ mạch đều không kém bao nhiêu, mà lại đương thời thẩm trấn thủ nơi này giảng đạo mấy năm, có lưu lại bất diệt đạo vẫn lưu lại. Bất luận kẻ nào có thể ở nơi đây tu luyện, đều có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ. Mặt trường bào ngô khuyết đạp lên Long Thủ Sơn, cảm thụ được chung quanh nồng nặc linh khí cùng với kia cổ còn sót lại bất diệt đạo vận, không khỏi cảm thán một câu. Nếu như thiên đao môn có thể đứng ở Long thủ sơn lời nói, như vậy tất nhiên nhưng vì thiên hạ đệ nhất tông môn. Liền xem như chính mình. Nói không chừng đều đã phá cảnh động thiên ngạch. Mà không phải giống bây giờ như vậy, vẻn vẹn dừng lại tại bất hủ kim thân hậu giai cấp độ. Bất quá. Ngô khuyết vô cùng rõ ràng. Long Thủ Sơn chính là trọng địa, Hoàng Đình không có khả năng mở ra tới. Đương nhiên rồi. Long Thủ Sơn không thể khai tông lập phái, tổ mạch lại là không có vấn đề. Cứ việc tổ mạch quan hệ đến thiên địa linh khí tồn vong, từ trước đến nay đều có trọng binh trấn giữ, cần phải Hoàng Đình cho phép, bất kỳ cái gì tông môn đều không được ở nơi đó lén lút khai tông lập phái. Vốn dĩ thiên đao môn thanh thế cùng với địa vị, muốn từ Hoàng Đình trong tay đạt được một tờ giấy chiếu lệnh, hoàn toàn không là vấn đề nhưng mà ngô khuyết nhưng không có làm như vậy lý do rất đơn giản thiên đao môn truyền thừa đã lâu không có mạo mùi đổi tông môn trụ sở đạo lý thiên đao môn có thế hưng thịnh lên nói minh tông môn chỗ chính là khí vận sở chung nếu là thay đổi địa phương chưa hẳn liền có thể có được hôm nay khí vận đối với khí vận thuyết pháp ngô khuyết từ trước đến nay đều là tin tưởng không nghi ngờ nhìn chung thiên hạ nhiều như vậy tông môn trước kia không ít tông môn đều so thiên đao môn tới cường đại vì sao bây giờ thiên đao môn có thế trổ hết tài năng trực tiếp đứng hàng thiên hạ đỉnh tim tông môn về kết để cũng là bởi vì khí vận nguyên nhân ngô môn chủ hồi lâu không gặp phong thái càng hơn trước kia rồi có sang sản thanh âm truyền đến ngô khuyết quay đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy có thanh niên áo tím chậm rãi đi tới nguyên lai là cơ tông chủ. Ngô Khuyết gật đầu. Người vừa tới không phải là những người khác, chính là bây giờ đạo tông tông chủ cơ doanh. Đối với cơ doanh, hắn đánh qua không ít quan hệ. Đối phương trước kia vốn là trung huyền giới thiên đạo tông đệ tử, sau này quy thuận hoàng đình, tự lập đạo tông, lại vứt bỏ thần đạo tu vi lại đi tiên đạo. Tới bây giờ một thân thực lực cũng là không kém bản thân mảy may ngô môn chủ đối với này lần hoàng đình triệu tập chúng ta đến đây nhưng có cái gì cái nhìn cơ doanh bất động thanh sắc hỏi đạo tông nội tình chung quy là quá nhỏ bé không bằng thiên đao môn tới nội tình thâm hậu có chút tin tức đạo tông không chiếm được không phải là nói thiên đao môn không rõ ràng nghe vậy ngô khuyết lạnh nhạt nói việc này ngô mổ cũng không phải rất rõ ràng nhưng chỉ là hơi tưởng tượng đại khái liền có thể minh bạch lần này hoàng đình triệu tập chúng ta nên là cùng mấy năm trước sự tình có quan hệ mấy năm trước cơ doanh ánh mắt lấp lóe lại xem ra ngô môn chủ cùng ta nghĩ đến cùng đi ta từ trước đến nay nghe nói chư thiên rộng lớn nhưng chưa từng chân chính kiến thức chư thiên đến tột cùng là cỡ nào cảnh tượng nếu có thể tận mắt nhìn thấy nhưng cũng đời này không tiếc rồi hắn cảm khái một câu trung huyền giới bên trong từ trước đến nay là có chư thiên truyền ngôn nhưng cũng tiếc chính là bản thân xưa nay không từng chân chính từng tiến vào chư thiên lần trước có chư thiên cường giả đến đây nhân tộc lưu lại một nhóm linh dược về sau nhẹ lướt đi cơ doanh liền minh bạch cuối cùng sẽ có một ngày nhóm người mình là muốn chân chính tiến vào chư thiên chứng kiến cái kia rộng lớn thế giới chỉ là thời gian này sẽ có thể từ lúc nào hắn cũng không thể biết nhưng dưới mắt hoàng đình lại lần nữa triệu tập các phương cường giả đến đây mà lại đến cường giả đều là lúc trước lưu lại một nhóm kia, cơ doanh trong lòng đã minh bạch, bản thân tiến vào chư thiên thời gian hẳn là đến. Nhập chư thiên một hàng phúc họa khó dò, hy vọng chúng ta còn có thể có trở về cơ hội. Ngô Khuyết trong mắt phản phất là có chiến ý bốc lên, hắn đã là bất hủ kim thân cảnh hậu dai. Tại trong nhân tộc không tính những cái kia động thiên cường giả, đã là ở vào đứng đầu trình độ. Muốn tiến thêm một bước không có đơn giản như vậy một mực đóng cửa tạo quân chung quy là có thể trở thành cường giả chân chính chỉ có trải qua chém giết mới có thể có hy vọng thành tựu chí cao cơ doanh nghe vậy khẽ gật đầu đúng vậy a à, nhập chư thiên phúc hòa khó dò hy vọng chúng ta đều có thể trở về hai người lúc nói chuyện đều là tiếp tục dọc theo đường núi đi lên cùng lúc đó những phe khác cường giả cũng đều là phiêu nhiên mà tới nửa ngày sau đạo tràng bên trong các phương cường giả đều đã là tề tụ mỗi người cũng không có trò chuyện mà là yên lặng nhìn xem thượng thủ không vị nơi đó đến nay cũng không có người xuất hiện không biết lần này hoàng định rốt cuộc là có gì an bài đông phương chiếu ánh mắt khẽ nhúc nhích thầm nghĩ đến một ít chuyện ngay lúc này chỉ thấy thượng thủ bồ đoàn một bên lặng yên ở giữa xuất hiện một cái người áo xanh tại nhìn thấy người áo xanh kia xuất hiện thời điểm tại chỗ tu sĩ nhân tộc đều là biến sắc bởi vì ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là dừng lại ở nơi đó thế nhưng lại không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện thật giống như trống rỗng xuất hiện một dạng lại hình như đã sớm tồn tại ở nơi đó chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi đương nhiên so với tu sĩ khác chấn kinh tại chỗ động thiên tu sĩ nội tâm bị rung động muốn càng sâu mấy phần thâm bất khả trắc bây giờ là cao quý xích đế núi cổ uy nghiêm ánh mắt chăm chú nhìn người áo xanh kia sắc mặt vô cùng ngưng trọng hắn mặc dù bây giờ phế trừ thần đạo tu vi nhưng ở động thiên cảnh bên trong đã là vào động thiên nhị trọng luận đến thực lực mặc dù cùng dĩ vãn thần đạo đỉnh phong thời điểm có vẻ không bằng nhưng tự tin cũng kém không có bao nhiêu nhưng mà liền xem như thực lực như vậy vậy trước đó không phát hiện được nửa điểm mánh khóe có thể thấy được người tới thực lực đến tột cùng là đến đáng sợ đến bực nào cấp độ. Thần vương Núi cổ ánh mắt trang nghiêm Có thể làm đến bước này, tất nhiên là thần vương cấp độ mới có thể. Xem ra người này cũng là thẩm trấn thủ bằng hữu, có thể cùng thần vương quen biết, mà lại có thể tùy ý sai sử, vị kia thẩm trấn thủ tại chư thiên bên trong, nghĩ đến cũng là địa vị không thấp. Núi cổ tại nhìn thấy người áo xanh nháy mắt, mơ hồ trong đó liền đã đoán được thân phận của đối phương. Trong nhân tộc không có dạng này cường giả, có lẽ vị kia dời thần cung thái thượng trưởng lão đã từng có thể có như thế tu vi, nhưng bây giờ vị kia vứt bỏ thần đạo tu tiên đạo, có thể hay không sánh vai thần vương cũng là một cái vấn đề. Sở dĩ có thể có như thế cường giả xuất hiện, tất nhiên là cùng vị kia thẩm trấn thủ có quan hệ. Không phải hắn. Đồng phương chiếu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai ngày trước trấn thủ trung huyền giới tọa độ thiên khôi nói rõ muốn rời khỏi tây châu đại vực hắn còn tưởng rằng là thẩm trường thanh từ chư thiên trở về mới khiến cho đối phương làm ra như thế quyết định nhưng bây giờ nhìn thấy người áo xanh thời điểm lại không phải bản thân trong dự đoán như vậy bất quá đông phương chiếu cũng có thể minh bạch người tới dù không phải thẩm trường thanh nhưng là cùng thẩm trường thanh có quan hệ đạo tràng ở trong thẩm trường thanh đứng chắp tay nhìn về phía tại chỗ tu sĩ nhân tộc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu bây giờ tu sĩ nhân tộc tại cảnh giới phương diện so với mình đương thời trở về thời điểm mạnh hơn một đoạn tất cả mọi người tu vi đều là phổ biến tăng lên một hai tiểu cảnh giới có thể nói có thể đứng ở nơi đây thuần một sắc đều là bất hủ kim thân cảnh tu sĩ trong đó kẻ yếu chỉ là khó khăn lắm nhập bất hủ kim thân cường giả liền như là đông phương chiếu núi cổ như vậy trực tiếp trở thành động thiên cảnh tồn tại. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh đưa ánh mắt rơi vào đạo tràng một sừng phía trên. Nơi đó đồng dạng đứng một người, mặc dù đối phương chưa từng có tại gần phía trước, có thể người chung quanh tại nhìn thấy đối phương thời điểm, trên mặt đều là toát ra kính úy thần sắc. Mạc Tử Tấn Tấn Thành Thành Chủ Tại chỗ trong mọi người, không tính mình ở bên trong, vị này Tấn Thành Thành Chủ thực lực, thuộc về đệ nhất tin tưởng chư vị nên không biết ta. Ta chính là thiên tông tông chủ phù dương, theo thẩm trường thanh nhắc nhở nhập nhân tộc dẫn đầu các ngươi tiến về chư thiên lịch luyện. Trước kia các ngươi mục tiêu chính là mây mù nhất tộc, nhưng bây giờ kế hoạch có biến, các ngươi cái này mục tiêu chính là huyết ngạc nhất tộc. Thẩm trường thanh tiếng nói không lớn, nhưng có thể chính xác truyền vào đến trong tai mỗi một người. Thiên tông phù dương. Huyết ngạc nhất tộc. Những tin tức này không để cho người ở chỗ này sắc mặt có thay đổi gì. Đối với thân phận của người đến, tại chỗ không ít người đều có qua suy đoán, cho rằng đối phương cùng vị kia thẩm trấn thủ có quan hệ. Bây giờ nói ra đến, cũng chỉ là mặt bên xác nhận chuyện này mà thôi. Đến như ban đầu mây mù nhất tộc đổi thành huyết ngạc nhất tộc, tương tự không có cái gì lớn ảnh hưởng. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, bất kể là mây mù nhất tộc hoặc là huyết ngạc nhất tộc, cũng không có quá nhiều tiếp xúc thay đổi cũng liền thay đổi. Nói xong. Thẩm trường thanh thần niệm khẽ động, liền gặp được vô số lưu quan tràn vào đến tại chỗ tu sĩ trong đầu. Đây là huyết ngạc nhất tộc sở hữu tin tức, các ngươi lại hiểu rõ một hai. Nói xong. Tại chỗ nhân tộc đều đã là đắm chìm trong này cổ đột ngột hiện lên tin tức ở trong. Nửa khắc đồng hồ sau. Tất cả mọi người là đem kia cổ xa là tin tức tiêu hóa hoàn toàn. Huyết ngạc nhất tộc. Đông Phương Chiếu khi lấy được huyết ngạc nhất tộc hoàn chỉnh tin tức về sau, trong mắt có tin mang thổ lộ. Từ tin tức ở trong có thể nhìn ra được, huyết ngạc nhất tộc thực lực chẳng những không yếu, mà lại có thể được xưng tụng cường đại. Không tính thần cảnh viên mãn huyết ngạc hoàng bên ngoài, huyết ngạc nhất tộc bên trong thần cảnh hậu giai người khoảng chừng 3 vị, thần cảnh trung giai 5 vị, thần cảnh sơ giai 2 vị, nơi này cộng lại cũng đã là 10 vị thần cảnh cường giả. Lại nhìn nhân tộc bên này bản thân chính là thần giai trấn thủ sứ luận đến cảnh giới tương đương với thần cảnh trung giai nhưng muốn nói cụ thể chiến lực ở vào trình độ nào lời nói vậy liền tạm thời khác nói xích đế núi cổ xem như một vị tương đương với thần cảnh cường giả núi cổ bên ngoài mặt khác thanh đế dương nghệ đèn đế thương bắc vậy đều là động thiên cảnh tồn tại trừ ngoài ra liền không có những thứ khác động thiên cảnh tu sĩ tồn tại có thể nói dưới mắt đạo tràng nhân tộc bên trong, chỉ có tứ phương đế quân có thể vào đồng thiên cảnh, còn lại người đều là ở vào bất hủ kim thân cấp độ. Bốn vị đồng thiên, so sánh mười vị thần cảnh, mà lại trong đó còn có ba vị thần cảnh hậu giai cường giả, trong đó hung hiểm lớn bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết rồi. Đến như vị kia thần cảnh viên mãn huyết ngạc hoàng. Đông Phương chiếu khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra liếc một lần một gốc nào đó. Dưới mắt nhân tộc bên trong, có thể có nắm chắc đối phó như thế cường giả cũng chỉ có vị này tấn thành thành chủ rồi chương 1038 tứ phương cột mốc biên giới huyết ngạc nhất tộc thực lực cường đại đến tận đây chúng ta chuyến này chỉ sợ phiền phức không nhỏ cơ doanh sắc mặt ngưng trọng hắn đã từng là thần cảnh tu sĩ rất rõ ràng cấp độ này tu sĩ thực lực mạnh bao nhiêu nếu như là lấy ngày xưa thiên đạo tông thực lực, không được nói chỉ là 11 cái thần cảnh, liền xem như số lượng lại vượt lên gấp 10 gấp trăm lần, thiên đạo tông đều là có thế một lần hành động trấn áp xuống dưới. Nhưng mà, thiên đạo tông là thiên đạo tông, đạo tông là đạo tông. Cơ doanh rất rõ ràng. Lấy mình bây giờ thực lực, tối đa chính là đối phó tầm thường thần cảnh. Mà có thể làm đến một bước này, Hoàn toàn là bởi vì chính mình trước kia chính là thần cảnh tầng thứ tu sĩ, mặc dù chuyển tu tiên đạo tại cảnh giới phương diện chỉ là ở vào bất hủ kim thân cấp độ, nhưng luận đến thực lực tổng hợp lời nói, tình không yếu tại bình thường thần cảnh. Chỉ là, cơ doanh nhìn xem tại chỗ cái khác nhân tộc, không khỏi khẽ lắc đầu. Lần này lịch luyện, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Không có cách nào. Trong nhân tộc có thể sánh vai thần cảnh cường giả chung quy là quá ít một chút bất quá vị kia thẩm trấn thủ đã như vậy an bài khẳng định như vậy sẽ không không có bất kỳ cái gì nguyên do đằng sau liền nhìn xem tình huống cụ thể như thế nào lần này tiến về huyết ngạc nhất tộc quá trình bên trong trừ là có thần vương tầng thứ cường giả xuất thủ tập kích ta sẽ ra mặt ngăn cản bên ngoài thần vương cảnh trở xuống người đều muốn dựa vào các ngươi tự hành đến giải quyết nếu không phải địch vẫn lạc lời nói vậy cũng chỉ có thể tự trách mình quá yếu thẩm trường thanh nói lịch luyện không có không chết người, không trải qua chảy máu, mãi mãi cũng không có khả năng chân chính trở thành một phương cường giả. Bây giờ nhân tộc an nhàn quá lâu, chính là cần máu tươi tẩy lễ. Đây là nhóm đầu tiên rời đi chư thiên nhân tộc, nhưng tuyệt sẽ không là cuối cùng một nhóm rời đi chư thiên nhân tộc. Cho nên, có một số việc, cần nhường bọn hắn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thoải âm rơi xuống. Tràng diện bầu không khí đã là ngưng trọng lên nửa ngay. Thẩm trường thanh gật đầu, đã là như thế, vậy liền lên đường đi. Nói xong, thân hình của hắn liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, giống như xưa nay không từng xuất hiện qua đồng dạng. Đạo tràng ở trong. Đông phương chiếu thở sâu, cao giọng nói, chư vị lên đường đi. Dứt lời. Hắn bước đầu tiên ngự không mà lên, trực tiếp hướng lên trời khung trên không mà đi. Những người còn lại thấy vậy, đều là ào ào ngự không đứng dậy trực tiếp hướng lên trời khung ngự không âm âm quản nguyên phủ bên trong tấn thành chỗ chỉ thấy lúc này tấn thành vặn vẹo biến ảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt không đến thời gian qua một lát lớn như vậy tấn thành đã là hoàn toàn biến mất không gặp tấn thành biến mất tấn thành tồn tại mấy chục năm tại sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa việc này tuyệt đối không đơn giản có người may mắn nhìn thấy một màn này trên mặt hiện ra chấn kinh thần sắc từ tấn thành xuất hiện đến nay đối phương vẫn tọa trấn ở nơi này xưa nay không từng chân chính biến mất qua nhưng mà xưa nay không từng biến mất tấn thành bây giờ lại là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới không gặp không phải do bọn hắn không cảm thấy chấn kinh không bao lâu tấn thành biến mất tin tức chính là lưu truyền ra ngoài ngay lập tức tin tức liền truyền đến cổ hưng trong tay. Tấn thành tin tức. Việc này không cần để ý tới. Hắn đơn giản một câu, liền đem chuyện này cho vén đi qua. Tấn thành biến mất. Không cần đoán nghĩ đều có thể minh bạch. Khẳng định cùng vị kia tấn thành thành chủ tiến về chư thiên có quan hệ. Đối phương từ tấn thành bên trong thai ngén mà sinh, cả hai chính là cùng một nhịp thở, đối phương có được mang theo tấn thành rời đi thủ đoạn lại là bình thường bất quá chỉ là thiên tai rốt cuộc là số ít. Có thể trưởng thành đến trình độ này thiên tai, đối phương càng là bây giờ nhân tộc hoàng định bên trong chỉ có một vị. Cho nên đối với thiên tai đến cùng có được như thế nào thủ đoạn, chính cổ hưng cũng không tin tường. Chỉ là không biết lần này rời đi, lại có thể có bao nhiêu người mạnh mẽ trở về. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Ở trong mắt cổ hưng, chư thiên từ trước đến nay đều là thần bí đến cực điểm bây giờ nhân tộc mạnh nhất một nhóm người, tuyệt đại bộ phận đều đã tiến về chư thiên, chỉ còn lại số ít cường giả tọa trấn. Nếu như những này rời đi nhân tộc cường giả, toàn bộ đều vẫn lạc tại chư thiên ở trong lời nói, như vậy nhân tộc nội bộ thực lực tất nhiên rơi xuống không ít. Mà lại, nhiều năm qua góp nhặt nội tình, cũng coi là lãng phí hết rồi. Bất quá. Nhân tộc hiện tại không được chọn. Tại từ đạo tràng rời đi về sau, thẩm trường thanh đầu tiên là trở lại trấn ma ti đem dịch ninh mang đi. Thuận tiện vậy đem giang tả mang đi. Lúc đầu hắn là không nghĩ tới đem giang tả mang đi, nhưng lần này trở lại trấn ma ti vừa lúc đụng phải vị lão bằng hữu này, liền dứt khoát đem đối phương cho một đợt mang đi. Làm có thể ở không vào thần cảnh liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng nhân vật, thẩm trường thanh cũng không muốn làm cho đối phương tại trong nhân tộc phí hoài. Nhập minh hà giới có thể được hải lượng linh khí thai ngén, ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại là đem Thiên Khôi mang đi. Đến tận đây, hắn mới không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp hướng về vực ngoại hư không mà đi. Thật là nồng nặc linh khí. Thiên Khôi cảm thụ được chung quanh độc lập thiên địa linh khí, trên mặt có chấn kinh thần sắc. Hắn trước kia tọa trấn tại tổ mạch Trung Huyền giới tọa độ nơi đó linh khí đã là được xưng tụng nồng đậm đến cực điểm rồi. Thế nhưng là, liền xem như lấy tổ mạch bên trong linh khí mức độ đậm đặc, vậy hoàn toàn không có cách nào cùng minh hạ giới so sánh. Thiên khôi có loại dự cảm, nếu như mình ở đây tìm tu lời nói, không được bao lâu liền có thể tấn thăng động thiên. Mặt khác gian tả thần sắc đồng dạng là tràn đầy chấn kinh. Nếu như nói ai có thể giữ vững bình tĩnh lời nói. Đại khái cũng chỉ có dịch ninh rồi. Lúc này, tại bọn hắn bên cạnh, thẩm trường thanh phân hóa một phần tâm thần ra tới, nhìn xem mấy người nói, minh hà giới bên trong hung thú đông đảo, trong đó không thiếu thần vương tầng thứ hung thú, liền xem như thần chủ hung thú cũng giống vậy tồn tại. Lấy các ngươi thực lực nếu là đụng phải bực này cấp bậc hung thú, quả quyết không có sống sót khả năng. Nghe vậy, mấy người thần sắc đều là không tự chủ được ngưng trọng ba người bọn hắn thực lực đều là ở vào bất hủ kim thân cảnh mà lại thuần một sắc đều là bất hủ kim thân viên mãn không có bất kỳ người nào bước vào động thiên thực lực như vậy muốn đối phó thần cảnh hung thú đều là quá sức chớ nói chi là thần vương hung thú rồi thẩm trường thanh thần niệm khẽ động liền gặp bốn phía núi đá bay lên tại trong mắt ba người tầng tầng mảnh đá rơi xuống không đến một lát hô hấp liền biến thành tứ phía bia đá ngay sau đó tứ phía bia đá hướng về tứ phương bay đi đợi đến rơi xuống đất về sau đại địa truyền đến nhỏ nhẹ chấn cảm lấy bốn phương thạch bia làm giới hạn bia đá trong vòng không có bất kỳ cái gì hung thú đặt chân bia đá bên ngoài hung thú hoành hành bình thường thời điểm các ngươi có thể tại cột mốc biên giới phạm vi bên trong tu luyện nhưng muốn đi ra ngoài lịch luyện cùng hung thú chém giết có thể đi ra ngoài bia nhưng vẫn là câu nói kia cột mốc biên giới bên ngoài hung thú đông đảo cũng không đủ thực lực bước ra cột mốc biên giới một khi đụng phải cường đại hung thú dẫn đến vẫn lạc lời nói như vậy thì không thể trách ai được rồi mặc dù ta vì minh hà giới chúa tể nhưng minh hà giới bên trong hết thảy đều không có khả năng thời khắc chú ý cho nên các ngươi tại bước ra cột mốc biên giới trước kia cần suy nghĩ tỉ mỉ tin tường. thẩm trường thanh nghiêm mặt nói cái gọi là cột mốc biên giới tự nhiên không có khả năng thật là cái gì chí bảo vẻn vẹn làm một mang tính tiêu chí tồn tại mà thôi chân chính hạn chế hung thú bước vào cột mốc biên giới phạm vi chính là minh hà giới thiên đạo lực lượng nếu như không có minh hà giới thiên đạo lực lượng tồn tại lời nói cái gọi là cột mốc biên giới cũng không có bất cứ tác dụng gì có thể nói chúng ta minh bạch mấy người đều là gật đầu giới vực tồn tại không thể nghi ngờ là để bọn hắn khỏi bị hung thú bối rối không có nắm chắc nhất định bọn hắn sẽ không tự tiện rời đi giới vực phạm vi nhưng ở biết rõ giới vực hung hiểm tình huống dưới đều vẫn muốn rời khỏi giới vực lời nói như vậy chết cũng là đáng đời sau đó thẩm trường thanh nhìn hướng dịch thà dịch các chủ thực lực bây giờ quá yếu một chút chư thiên bên trong hung hiểm có đôi khi không chỉ là đến từ vạn tộc còn có thể đến từ địa phương khác như vô tướng ứng thực lực muốn tìm thượng cổ di chỉ không dễ theo ta thấy Ngươi không bằng đi đầu tại Minh Hà giới bên trong tìm tu một thời gian, đợi đến phá cảnh động thiên về sau, lại đi làm những chuyện khác. Bất hủ kim thân cảnh viên mãn tại trong nhân tộc thuộc về đỉnh tim, tại trong vạn tộc liền lên không được mặt bàn rồi. Muốn lên được mặt bàn. Lại kém cũng được nhóm lửa thần hỏa mới được. Nhóm lửa thần hỏa hay không, trong đó khác biệt không nhỏ. Tốt, lấy minh hà giới nồng độ linh khí, tấn thăng động thiên nghĩ đến là vấn đề không lớn. Dịch Ninh tự tin cười một tiếng. Nơi này linh khí nồng đậm, so tại nhân tộc thời điểm không biết mạnh rồi bao nhiêu, ở đây tu luyện một ngày đều có thể sánh được nhân tộc một tháng. Bản thân hắn cùng Động Thiên cũng chỉ thiếu kém một bước, bây giờ có thể tại Minh Hạ Giới bên trong tìm tu, phá cảnh không phải là cái gì vấn đề lớn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu gật đầu, cũng không có lại nói cái gì. Huyển hóa mà ra thân hình bây giờ cũng là biến mất không thấy gì nữa hai vị dịch mổ cũng không khách khí tại thẩm trường thanh rời đi về sau dịch ninh đi đầu mở miệng nói một câu sau đó liền chiếm cứ một nơi sơn phong làm bản thân tìm tu địa phương tứ phương cột mốc biên giới phân chia giới vực không nhỏ giống như là như thế hội tụ linh khí sơn phong càng là đông đảo mắt thấy dịch ninh chọn lựa một nơi chỗ tu luyện giang tả cũng không có khác người cái gì rất nhanh liền chiếm cứ mặt khác một ngọn núi còn dư lại thiên khôi cũng là cũng giống như thế trên ngọn núi. Dịch ninh ở trên cao nhìn xuống. Quan sát phía dưới hết thảy. Lấy hắn bất hủ kim thân cảnh viên mãn thị lực, có thể miễn cưỡng nhìn thấy tại phía trước tồn tại hơi yếu bình chướng, đó chính là tứ phương cột mốc biên giới hô ứng lẫn nhau lập hạ giới vực bình chướng. Minh hà giới bên trong linh khí nồng đậm, thẩm trấn thủ bây giờ có thể để cho chúng ta đi vào tu hành, chỉ sợ đằng sau còn sẽ có những người khác đến, dẫn đầu chiếm tốt vị trí, cũng coi là chiếm cứ nhất định ưu thế. Cảm thụ được sơn phong bên trong hội tụ linh khí, dịch ninh tâm tình không tệ. Nếu như nói minh hà giới bên trong bản thân liền linh khí nồng đậm phi phạm lời nói. Như vậy dưới chân hội tụ linh khí sơn phong, luận đến nồng độ linh khí lời nói, sau minh hà giới địa phương khác lại muốn nồng đậm hơn mấy phần. Linh khí nồng đậm đến như thế trình độ, mỗi nhiều một phần, đều là số lượng không ít tăng phúc. Nhóm người mình là nhóm đầu tiên tiến vào Minh Hà giới tu sĩ, nhưng tuyệt không có khả năng là cuối cùng một nhóm tiến vào Minh Hà giới tu sĩ. Vì kia thẩm trấn thủ quan tâm nhân tộc, có được như thế địa phương, đến tiếp sau tất nhiên sẽ dẫn cái khác nhân tộc tiến đến Minh Hà giới tu luyện. Điểm này, Dịch Ninh không chút nghi ngờ. Cho nên cùng hắn chờ đằng sau cùng những người khác tranh đoạt tu luyện bảo địa. Không bằng bản thân đi đầu chiếm cứ một phương lại nói, thiên địa tầng cương phong bên trong. Lấy đông phương chiếu cầm đầu một đám tu sĩ, đã là cùng nhau tụ tập ở nơi này. Chờ đến sở hữu tu sĩ đều là đã toàn bộ bộ đến về sau, lấy tứ phương đế quân cầm đầu nhân tộc, trực tiếp bước ra thiên địa bình phong, thẳng vào chư thiên hư lỗ hổng bên trong. Chương 1039, Nhập Chư Thiên vừa mới bước ra thiên địa bình phong, chính là xuất hiện ở hư không giới bên trong. Nhìn qua trước mắt vô ngần hư không, có nhân tộc sắc mặt chấn kinh, đây chính là chư thiên sao? Rộng lớn vô ngần. Phản phất không có trên dưới cao thấp phân chia. Vào mắt nhìn thấy trừ hư vô bên ngoài, liền chỉ còn lại hư vô. Không. Đây còn không phải chân chính chư thiên, nhân tộc thiên địa bên ngoài có một môn tên là hư không giới trận pháp thủ hộ, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta bây giờ chính là ở vào hư không giới bên trong. Chỉ có trời đi hư không giới, mới thật sự là tiến vào chư thiên. Đông Phương chiếu cắt đứt những người khác lời nói, nhìn trước mắt hư không, trong mắt cũng là có rung động thần sắc. Bất quá. Hắn biết rõ. Cảnh tượng trước mắt tính không được chân chính hư không, vẹn vẹn hư không giới bên trong diễn hóa hết thảy mà thôi. Chỉ có trời đi hư không giới, như vậy mới xem như chân chính tiến vào chư thiên hư không. Nghe vậy. Những người khác lúc này mới phản ứng lại. Không sai. Lúc trước cái kia tự xưng tử vân thị tộc cường giả, liền từng nói qua hư không giới tồn tại. Chỉ là trước mắt hư không vô ngần, mặc cho bọn hắn như thế nào đến xem, đều căn bản không nhìn thấy có trận pháp mánh khóe. Sau đó, liền gặp Đông Phương chiếu hai tay bóp ấn, trực tiếp đánh ra rườm ra pháp quyết, ngay sau đó liền gặp được trước mắt hư không có chút vặn vẹo biến ảo hư không giới đã mở ra chư vị đi theo ta nói xong hắn đã là bước đầu tiên đi vào thấy thế những người khác cũng không có do dự lúc này đi theo tiếng vào trước mặt vặn vẹo giữa hư không xuyên qua hư không đám người đã là xuất hiện ở một phương khác trong hư không lập tức thì có một cổ tà ác chí cực khí tức đập vào mặt mà tới thật giống như là muốn đem bọn hắn cho bao phủ hoàn toàn đi vào đồng dạng cẩn thận Đông Phương Chiếu phát giác được kia cổ tà ác mặt trái khí tức. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại kia cổ tà ác khí tức trùng kích vào, hắn bản năng dâng lên một chút lực lượng ngăn cản, bất quá tại chạm tới kia cổ tà ác mặt trái lực lượng thời điểm, vị này trấn thủ Tây Châu Đại vực trắng đế thần sắc khẽ giật mình. Không có trong dự đoán vấn đề xuất hiện, ngược lại là hai cổ lực lượng chạm nhau thời điểm, tự như nước sữa hòa nhau đồng dạng. Cái loại cảm giác này cùng tại thiên địa ở trong phun ra nuốt vào thiên địa linh khí không có cái gì quá lớn khác biệt yêu tà lực lượng đông phương chiếu trong lòng bỗng nhiên dân lên một loại minh ngộ cổ này tà ác mặt trái khí tức kỳ thực chính là yêu tà lực lượng nơi phát ra bản thân sáng tạo trường sinh đạo kỳ thực chính là bao hàm có yêu tà lực lượng cho nên tại bây giờ chạm tới cổ này tà ác mặt trái khí tức thời điểm mới có thể xuất hiện cảm giác như vậy dù sao Trường sinh đạo chính là thoát thai từ trấn thủ sứ con đường. Trấn thủ sứ con đường chính là dung hợp yêu tà lực lượng mở ra lối riêng mà thành. Trường sinh đạo dung hợp trấn thủ sứ con đường ưu điểm, vứt bỏ thọ mệnh ngắn ngủi khuyết điểm, sau đó lại là dung hợp đen ma thần tộc pháp môn cùng với tiên đạo ưu thế. Cuối cùng mới diễn biến đến bây giờ trình độ. Đông Phương Chiếu có loại dự cảm. Nếu như mình tại phương này hư không tu luyện, có lẽ so tại nhân tộc thời điểm đều muốn mau hơn rất nhiều. Có như thế cảm giác. Trừ đông phương chiếu bên ngoài, còn dư lại chính là mạc tử tấn rồi. Thật là khiến người ta hoài niệm khí tức. Vị này tấn thành thành chủ trên mặt, hiện ra một vệt bệnh trạng tiếu dung. Này giống như lực lượng. Tại đã từng yêu ta tướng ngược thời đại, hắn đã từng cảm nhận được qua. Nói đúng ra. Tại chính mình không có minh ngộ bản thân trước kia, trên người mình ẩn chứa. Chính là chỗ này giống như tà ác mặt trái lực lượng. Chỉ là chờ tới bây giờ bản thân minh ngộ bản thân, không còn như là bình thường thiên tai bình thường, kia cổ tà ác mặt trái lực lượng vậy dần dần hóa thành cùng loại với tín ngưỡng thần lực bình thường tồn tại. Bây giờ lại lần nữa phát giác được trước kia lực lượng quen thuộc, mạc tử tấn cũng là có chút hoài niệm. Mặt khác, Chu Nguyên chính cùng với Quý Thiên Lộc hai người đồng dạng là đi trấn thủ sứ con đường, cho nên tại này cổ khí tức trùng kích vào, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Nhưng mà, trừ mấy người bên ngoài, những người khác liền không có dễ chịu như vậy rồi. Ta ác mặt trái khí tức trùng kích vào, tự như là đang không ngừng ăn mòn bọn hắn tâm thần một dạng, may mắn thực lực của mỗi người yếu nhất đều là đến bất hủ kim thân cấp độ, bằng không, rất khó ổn được tâm thần. Nơi đây không thể dừng lại quá lâu, bằng không, chúng ta có khả năng bị cổ khí tức này ăn mòn khả năng. Cơ doanh trầm giọng nói, trong mắt có rõ ràng kiên kỵ. Tại này cổ khí tức trùng kích vào, hắn cũng chỉ có thể là bảo vệ chặt tâm thần, không nhường đối phương có nửa điểm thời cơ lợi dụng. Bỗng nhiên, thẩm trường thanh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây là tử vong cấm khu, ngày xưa họa loạn nhân tộc yêu tà chính là thai ngán ở đây, những này tà ác mặt trái lực lượng chính là thai ngán yêu tà căn nguyên, nếu như thực lực chưa đủ người trường kỳ lưu lại ở đây đều bị tà ác lực lượng xâm nhiễm từ đó biến thành chỉ biết giết chóc tà ma cho nên các ngươi phải làm chính là muốn mau rời khỏi tử vong cấm khu bằng không mà nói người ở chỗ này bên trong chỉ sợ có một hồi lâu bị cổ này khí tức tà ác xâm nhiễm hóa thân tà ma hắn nhìn xem ngay tại ngăn cản tử vong cấm khu lực lượng đám người tự tốn nói trên thực tế có thể làm nhân tộc đệ nhất phê rời đi chư thiên tu sĩ. Không nói đến thực lực mạnh yếu, chỉ riêng tâm tính tới nói, mỗi người đều là không kém. Khí tức tà ác ăn mòn, đã là khảo nghiệm thực lực, tương tự cũng là khảo nghiệm tâm tính. Nhưng là, chỉ bằng mượn tâm thần ngăn cản tử vong cấm khu lực lượng ăn mòn lời nói, như vậy cuối cùng cũng có tâm thần hao hết một ngày. Nếu là tâm thần hao hết, như vậy thì sẽ bị tử vong cấm khu lực lượng thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó hóa thân tà ma chính là chú định chuyện báo cho một câu thẩm trường thanh thân hình biến mất không thấy gì nữa liền như là hắn xuất hiện đột ngột rời đi cũng rất là đột ngột bất quá hắn vừa mới lời nói khiến người khác sắc mặt đều là ngưng trọng không thôi biến thành tà ma thật muốn như vậy nhóm người mình liền xem như chưa xuất sư đã chết rồi đông phương chiếu lúc này lật bàn tay một cái liền gặp một tấm bản đồ xuất hiện ở trong tay tại tấm bản đồ kia xuất hiện thời điểm ánh mắt mọi người đều là cùng nhau rơi vào trên bản đồ chư thiên tinh đồ đây là lúc trước vị cường giả kia đến thời điểm lưu lại chí bảo chúng ta đối tử vong cấm khu hiểu quá ít dưới mắt muốn chân chính rời đi chỉ có thể dựa vào chư thiên tinh đồ trợ giúp đông phương chiếu nói một câu thần niệm chính là trực tiếp rơi vào chư thiên tinh đồ phía trên huyết ngạc nhất tộc hắn thần niệm khẽ động lập tức liền gặp chư thiên tinh đồ thượng huyền diệu khí tức phun trào rất nhanh liền bày biện ra huyết ngạc nhất tộc tọa độ đồng thời chư thiên tinh đồ người nắm giữ tọa độ cũng là bày biện ra tới tại cái kia phương hướng nhìn xem chư thiên tinh đồ biểu hiện đông phương chiếu dẫn đầu hướng về tử vong cắm khu bên trong một phương hướng nào đó mà đi những người khác nhìn đến đây đều là theo sát phía sau tử vong cấm khu xem như bước đầu tiên lịch luyện. Không biết có thể có bao nhiêu người từ tử vong cấm khu bên trong đi tới. Cái nào đó giữa hư không, thẩm trường thanh đi bộ nhàn nhã giống như đi theo đám người sau lưng, nhưng không có để bất luận kẻ nào phát hiện, thần niệm từ đầu đến cuối đều là quan sát đến tình huống chung quanh. Huyết ngạc nhất tộc là lịch luyện. Nhưng ở tiếng về huyết ngạc nhất tộc trước kia, tương tự cũng là lịch luyện. Vẫn là câu nói kia. Chỉ có thần vương cấp độ trở lên cường giả xuất thủ, chính mình mới sẽ ra tay can thiệp, nếu như là thần vương trở xuống người xuất thủ, như vậy mình là quả quyết sẽ không xuất thủ. Dù sao, nhân tộc lần này xuất động lực lượng cũng là không yếu, tứ phương đế quân đều là đồng thiên cảnh tu sĩ, lại có mạc tử tấn vị kia cách xa nhau thần vương chỉ thiếu chút nữa cường giả tọa trấn. Luận đến thực lực, vị kia tấn thành thành chủ đoán chừng sẽ không thu bình thường thần vương tại có lực lượng cỡ này tình huống dưới chỉ cần không phải thần vương xuất thủ hoặc là vạn tộc thiên kiêu ở trước mặt tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn đồng dạng tại có cái này dạng ưu thế tình huống dưới vẫn là có người hao tổn tại tử vong cấm khu chỉ có thể nói rõ đối phương là thật sự không triển vọng bất quá bây giờ tử vong cấm khu mặt trái lực lượng tăng cường vạn tộc nhập tử vong cấm khu số lượng ít đi rất nhiều nghĩ đến vấn đề cũng là không lớn còn yêu tà phương diện lời nói đồng dạng không phải là cái gì phiền phức thẩm trường thanh thầm nghĩ yêu tà đại bộ phận đều bị thiên cơ đạo nhân ước thúc ở yêu tà đại lục bên trong chỉ có số rất ít yêu tà tại tử vong cấm khu du tẩu đồng thời những cái kia yêu tà thực lực phổ biến không mạnh khó mà đối nhân tộc sinh ra lớn uy hiếp chân chính có khả năng uy hiếp được nhân tộc cũng chỉ có tâm ma nhất tộc cùng với đen ma thần tộc rồi đen ma thần tộc từ trước đến nay cực ít tại tử vong cấm khu hành tẩu đụng phải đen ma thần tộc khả năng cũng là không cao duy nhất có khả năng gặp phải chính là tâm ma nhất tộc đi tâm ma nhất tộc thực lực cũng là không kém nhưng đằng sau sẽ là cái gì tình huống thẩm trường thanh tạm thời không thể xác định quá nhiều dù sao chuyến này bản thân chính là hộ vệ nhân tộc lịch luyện sung làm một đợt người hộ đạo cũng là phải cùng lúc đó hắn cũng ở đây nội tâm cùng thanh y làm lấy trò chuyện tiền bối có nắm chắc hay không tại minh hà giới bên trong thành lập một cái truyền tống trận pháp cùng nhân tộc thiên địa kết nối ý nghĩ này là thẩm trường thanh đột nhiên sinh ra minh hà giới tốt đẹp tài nguyên không thể như vậy lãng phí nếu như có thể dựng hai phe thiên địa truyền tống trận như vậy bản thân lại về nhân tộc cũng không cần thông qua tử vong cấm khu trực tiếp thông qua truyền tống trận ghé qua là đủ Mặt khác nhân tộc muốn để tu sĩ nhập minh hà giới tu sĩ, cũng sẽ đơn giản dễ dàng rất nhiều. Thanh y nói, nếu như là hai phe thiên địa liền nhau rất gần lời nói, dựng truyền tống trận không phải là cái gì vấn đề, có thể tôn thượng nếu là lấy tuyên cổ đại lục vì tọa độ. Lại dựng một phương cùng nhân tộc dính liền truyền tống trận, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Dù sao hai phe thiên địa cách xa nhau rất xa, thông thường truyền tống trận khó mà trực tiếp đạt đến chỉ có đủ cường đại truyền tống trận mới có không nhìn hai phe thiên địa khoảng cách khả năng. Truyền tống trận mặc dù không phải là cái gì trận pháp cường đại, nhưng này chỉ chính là là bình thường truyền tống trận mà thôi. Giống như là nhân tộc thiên địa kết nối tuyên cổ đại lục như vậy xa xôi khoảng cách truyền tống trận, cũng không phải là dễ dàng như vậy bố trí đi ra. Luận đến rườm ra trình độ. Coi như so thần quân tầng thứ trận pháp, đều là không kém mảy may như thế truyền tống trận nếu như cho lão phu thời gian ngược lại là có thế dựng ra tới nhưng trong đó cần hao phí đông đảo tài nguyên mặt khác cần thời gian cũng là không ngắn tôn thượng nếu là thật muốn dựng như thế truyền tống trận cần chuẩn bị tâm lý thật tốt mới là cuối cùng thanh y lại là bổ sung một câu thẩm trường thanh hỏi bày ra trận này tiền bối cần bao lâu thời gian lại cần bao nhiêu tài nguyên thời gian phương diện lời nói trong ba năm là có thể bố trí xong tài nguyên phương diện tạm thời không có cụ thể tính ra. Nhưng theo Lão Phu hiểu rõ, chỉ kém hao phí không dưới ngàn vạn thần tinh. Chương 1040, gặp lại hồn tịch thị tộc. Thời gian 3 năm. Ngàn vạn thần tinh. Thẩm trường thanh sắc mặt ngưng nhiên. Không thể không nói, dựng hai phe thiên địa truyền tống trận, cần thiết thời gian cùng với tài nguyên đích thật là không ít, đổi lại người bình thường căn bản là đảm đương không nổi. Ngàn vạn thần tinh, đây là cái gì khái niệm? Nếu như là lấy thúc đẩy sinh trưởng thần cảnh tới làm so sánh lời nói, ngàn vạn thần tinh đủ để thúc đẩy sinh trưởng 20 vạn thần cảnh ra tới. Đương nhiên, đây đều là yếu nhất thần cảnh. Bất quá, nhìn chung những cái kia đỉnh tiêm thị tộc cũng không khả năng một hơi xuất ra 20 vạn thần cảnh tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, ngàn vạn thần tinh tốn hao là có bao nhiêu khoa trương. Mà lại từ thanh y trong lời nói ý tứ tới nghe, đối phương nói ngàn vạn thần tinh chỉ là giữ gốc tính ra mà thôi, chân chính tốn hao có khả năng không ngừng ngàn vạn thần tinh đơn giản như vậy. Chờ trở lại Thiên Tông về sau, lại đi bắt đầu bố trí truyền tống trận. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, nghĩ tới đây hắn nhìn về phía trước hư không nơi đó có vạn tộc sinh linh khí tức tồn tại xem ra bọn họ là đụng phải một chút phiền toái thẩm trường thanh mỉm cười vừa vặn mình cũng có thể nhìn một chút nhân tộc bây giờ cường giả rốt cuộc là ở vào cái gì một cái dạng gì giai đoạn vạn tộc tu sĩ đông phương chiếu dừng bước nhìn xem trước mặt xuất hiện ba cái thanh niên tu sĩ thần sắc ngưng nhiên đối phương mặc dù nhìn từ ngoài cùng nhân tộc không có gì khác nhau, nhưng hắn cũng rất tin tưởng người trước mắt tuyệt không phải nhân tộc, mà là vạn tộc tu sĩ. Chỉ từ khí tức cảm ứng đến xem, đối phương thực lực không yếu, nói ít đều là tại thần cảnh trung giai tiêu chuẩn. Cầm đầu thanh niên, khí tức càng là cường đại. Thần cảnh hậu giai. Vẫn là thần cảnh viên mãn. Đông phương chiếu không thể xác định. Một bên khác, Ba cái kia vạn tộc tu sĩ, cũng là đồng dạng phát hiện đông phương chiếu đám người tồn tại. Đây là đâu nhất tộc tu sĩ, như thấy giống trống khu chiên nhập tử vong cấm khu. Cùng huyết lông mày hơi nhíu lại. Ở hắn cảm giác bên trong, trước mắt những tu sĩ này thực lực đều là không mạnh, chỉ có cầm đầu mấy cái có thể cho bản thân một chút uy hiếp, người còn lại đều là khí tức yếu đuối, tối đa chính là ở vào nhập thánh cấp độ mà thôi. Nhập thánh Cung huyết cảm giác được có chút buồn cười. Tử vong cấm khu mặc dù đang ở tử vong triệu tịch không có xuất hiện thời điểm. Cùng cái khác cấm khu so sánh muốn an toàn rất nhiều, thế nhưng không phải nhập thánh tu sĩ liền có thể đặt chân rồi. Nhập thánh tới đây. Cùng tìm chết không có khác biệt quá lớn. Nhìn trước mắt nhân tộc, cùng huyết ánh mắt có chút lấp lóe, nhiều như vậy tu sĩ nhập tử vong cấm khu, tuyệt không có khả năng không có bất kỳ cái gì nguyên do, lại đem bắt giữ lại ép hỏi một hai. Hắn cũng không lo lắng trước mắt một đám tu sĩ sẽ là đến từ cái nào đó đại tộc. Dù sao đại tộc bên trong, thần cảnh tu sĩ như mây, liền xem như thần vương đồng dạng số lượng không ít, sao lại đến vận dụng nhập thánh tu sĩ tình trạng. Cho nên, có thể để cho nhập thánh tu sĩ nhập tử vong cấm khu người, thực lực chắc chắn sẽ không cường đại đến mức nào, tối đa chính là đối phương đến từ cái nào đó cường tộc mà thôi nhưng mà chỉ là cường tộc tại hồn tịch thì tộc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới lưu lại hai cái tra hỏi những thứ khác trực tiếp giết Cung huyết nhàn nhạt nói một câu còn lại hai cái thanh niên tu sĩ nghe vậy đều là không nói hai lời trực tiếp vượt qua đám người ra hướng về đông phương chiếu đám người đánh tới một bên khác cả đám cũng không còn hoàn toàn không nghĩ tới nhóm người mình tại tử vong cấm khu vừa mới đụng phải chủng tộc khác tu sĩ một câu cũng không có trò chuyện đối phương liền muốn đối với mình tương đương bên dưới giết người một người trong đó giao cho ta đến giải quyết núi cổ bước ra một bước vứt xuống một câu thời điểm đã là hướng về một người trong đó thanh niên tu sĩ đánh tới liền để cho ta tới nhìn xem vạn tộc tu sĩ thực lực rốt cục mạnh cỡ nào thanh đồng chiến phủ rơi vào trong tay hắn trực tiếp một búa hướng về đối phương bổ tới sắc bén phủ quan phá toái hư không phản phất có thể đem hết thảy trước mắt đều cho một phân thành hai. Người thanh niên kia tu sĩ thần sắc bình tĩnh, đợi đến phủ quan chém xuống thời điểm, trong mắt có xem thường thần sắc, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Thoại âm rơi xuống. Mênh mông thần lực bộc phát, vào hư không ở trong hóa thành sông dài oanh kích, thanh thế ngập trời. Nhưng mà, tại thần lực sông dài chạm tới phủ quan thời điểm, nhưng là bị phủ quan cưỡng ép vỡ ra đến thanh niên tu sĩ thần sắc rốt cục nhìn không được biến đổi. Pháp tắc Hắn không nghĩ tới một cái nhìn như tầm thường tu sĩ, nhưng có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, phủ quan đã là đến mặt trước. Không kịp nghĩ nhiều, thanh niên tu sĩ lui về phía sau. Chỉ là hắn thối lui tốc độ dù nhanh, nhưng cũng không kịp phủ quan tới cũng nhanh, làm phủ quan xẹt qua thời điểm, thanh niên tu sĩ thân thể trực tiếp bị một phân thành hai, Số lớn thần huyết vẫy xuống hư không. Một màn này, để nhân tộc một phương tinh thần đại chấn, cũng làm cho hồn tịch thị tộc một phương trấn giữ cùng huyết tức giận không thôi. Dám can đảm giết ta hồn tịch thị tộc thần cảnh, muốn chết. Hắn vốn cho rằng bằng vào bên trong tộc mình hai tên thần cảnh thực lực, đủ để giải quyết trước mắt một đám tu sĩ. Thật không nghĩ đến, một người trong đó thần cảnh ngũ trọng tu sĩ, lại không hề có lực hoàn thủ giống như liền bị đối phương cho một búa chém giết, làm sao có thể không để cùng huyết cảm thấy phẫn nộ. Bất quá. Phẫn nộ sau khi, trong mắt của hắn cũng có ngưng trọng thần sắc. Pháp tắc. Đối phương kia một búa nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa có pháp tắc lực lượng, nguyên nhân chính là có pháp tắc lực lượng tồn tại, mới có thể dẫn đến trong tộc thần cảnh bị một kích miễu sát. Một bên khác. Tại tên kia thần cảnh tu sĩ vẫn lạc thời điểm, liền gặp đối phương thân thể bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một đầu hai thân khủng bố quái xà. Chỉ là bây giờ quái xà thân thể bị một phân thành hai, rốt cuộc nửa điểm âm thanh. Cùng một thời gian, một tên khác hồn tịch thị tộc xuất thủ thần cảnh, giờ phút này cũng là bị đông phương chiếu cho cản lại rồi. Chỉ thấy đối phương hóa thân hồn tịch thị tộc chân thân, biến thành một đầu song thân mấy ngàn trượng cự xa, đông phương chiếu thân thể đồng dạng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hai tôn cường đại thân thể ngay tại giữa hư không lẫn nhau chém giết. Cự xa trích trống liên miên, muốn đem đông phương chiếu nuốt mất đi vào, lại bị quả đấm đối phương đánh da tróc thịt bông, gào thét vậy dần dần biến thành gào thét. Mắt thấy trong tộc hai tên thần cảnh vừa chết vừa rơi vào hạ phong, cuồng huyết cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bước ra một bước, độc thuộc tại nửa bước thần vương đáng sợ khí tức ầm vang bạo phát đi ra. Hôm nay, các ngươi toàn bộ muốn chết. Nửa bước thần vương uy thế, đối với mọi người mà nói giống như cùng thâm uyên giống như mênh mông, nhưng phàm là phát giác được cổ này uy thế thời điểm, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Nửa bước thần vương Cơ doanh trong miệng chật vật phun ra một chữ. Bực này cường giả, trong thiên đạo Tông cũng coi là trung thượng tiêu chuẩn. Chính là thần vương cảnh trở xuống chí cường giả. Đổi lại lúc trước không có hủy bỏ thần đạo tu vi bản thân đối mặt như thế cường giả đều là khó mà ngăn cản, bây giờ trùng tu tiên đạo về sau, tương tự không phải là đối thủ. Không chỉ có là bản thân khó mà chống lại, liền xem như tại chỗ cái khác nhân tộc đoán chừng cùng bực này cường giả, đều là tồn tại lớn lao trên lệch. Đây không phải tự coi nhẹ mình. Đừng nhìn núi cổ một búa chém giết đối phương một tên thần cảnh, nhưng này tên vẫn là thần cảnh nhiều nhất cũng chính là thần cảnh tứ ngũ trọng mà thôi. Loại kia cấp bậc tu sĩ. Cùng nửa bước thần vương so sánh, hoàn toàn chính là một trời một vực khác biệt. Xem ra thực lực của ngươi không tệ. Trầm thấp tiếng cười truyền vào cùng huyết trong tai, ngay sau đó hắn liền phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi, bản thân chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở một tòa cổ thành ở trong. Đây là nơi nào? Cùng huyết sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được bản thân cổ thành không gian truyền đến một cổ đáng sợ sức mạnh chèn ép, liền xem như lấy bản thân nửa bước thần vương thực lực tại này cổ lực lượng trước mặt đều giống như lâm và vũng bùng một dạng. Cơ hồ khó mà đồng đậy mảy may. Lúc này, có bạch y nho sinh xuất hiện ở trước mặt của hắn, từ tốn nói, đây là Tấn Thành. Tấn Thành. Cùng huyết nhìn xem người tới, sắc mặt lại là biến đổi. Lấy hắn bản năng có thể theo đối phương trên thân, cảm nhận được một cổ cường đại áp bách, giống như là trực diện trong tộc thần vương đồng dạng. Ta chính là hồn tịch thị tộc tu sĩ, Ngươi nếu là dám can đảm giết ta, hồn tịch thị tộc tuyệt sẽ không bỏ qua. Chuyện cho tới bây giờ. Cung huyết chỉ có thể chuyển ra hồn tịch thị tộc danh hiệu. Hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân tùy tiện đối một cái hư hư thực thực cường tộc thế lực xuất thủ. liền sẽ đụng phải đáng sợ như vậy cường giả. Từ tình huống dưới mắt đến xem, kia một hàng tu sĩ rất có thể không phải đến từ một phương nào cường tộc, mà là đến từ thị tộc. Chỉ có thị tộc mới có thể có được như thế cường giả bất quá cuồng huyết cũng không có quá nhiều e ngại liền xem như thị tộc lại có thể thế nào hôn tịch thị tộc thực lực tại thị tộc bên trong chính là đứng đầu cấp độ cùng là thị tộc một dạng tồn tại lớn lao chênh lệch hắn không tin trước mắt tu sĩ có can đảm đắc tội hôn tịch thị tộc chỉ là làm cuồng huyết thoại âm rơi xuống thời điểm mạc tử tấn khẽ lắc đầu hôn tịch thị tộc chưa nghe nói qua dứt lời. Hắn một chỉ hướng về đối phương điểm ra. Chỉ thấy tấn thành chớp mắt bạo động, lực lượng kinh khủng xé trách hư không mà đi. Một khắc này. Cùng huyết trong lòng bịt kín bóng tối của cái chết, bị tấn thành lĩnh vực sức mạnh cầm cố, giờ phút này đều là cưỡng ép xông phá phong ấn, muốn ngăn cản cái này một kích trí mạng. Nhưng ở hắn vừa mới xuất thủ chớp mắt, chỉ cương đã là nghiền nát tín ngưỡng kim quang, hung hăng đánh vào hắn trên thân. Oanh, nhục thân nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Sở hữu vẫy xuống huyết nhục. Tại rơi vào tấn thành thời điểm, đều bị tấn thành thôn vệ hấp thu, lớn như vậy tấn thành giống như nuốt thuốc bổ một dạng, lại là khuếch trương một chút. Nửa bước thần vương huyết nhục quả nhiên không sai, nếu có thể lại chém giết mấy cái ngang nhau cấp độ cường giả lời nói, nói không chừng liền có thể trực tiếp đột phá thành công rồi. Mạc tử tấn sắc mặt bình tĩnh chém giết một vị nửa bước thần vương cường giả, với hắn mà nói không phải là cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình. Tại cắn nuốt cùng huyết huyết nhục về sau, mà Tử Tấn có thể rõ ràng cảm thấy được Tấn thành biến hóa. Với hắn mà nói, biến hóa như thế, nếu như là tiếp tục đợi trong nhân tộc lời nói, có lẽ cần mấy năm thậm chí cả mười mấy năm mới có thể làm đến. Nhưng hôm nay chỉ là một vị nửa bước thần vương huyết nhục, trực tiếp rút ngắn mấy năm thậm chí cả mười mấy năm khổ tu, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt rời đi nhân tộc nhập chủ chư thiên chưa hẳn cũng không phải là một chuyện tốt so sánh bên dưới trong nhân tộc cơ duyên thật sự là quá ít một chút mạc tử tấn thầm nghĩ tiếp theo hơi thở hắn liền từ tấn thành đi ra mạc thành chủ cái kia nữa bước thần vương đâu cơ doanh nhịn không được mở miệng hỏi từ nhập tấn thành về sau cùng huyết khí tức liền biến mất không thấy gì nữa Bây giờ gặp lại đối phương đơn độc ra tới, không khỏi nghĩ tới một ít chuyện, nhưng là lại không thể hoàn toàn xác định. Nghe vậy, Mạc Tử Tấn sắc mặt lạnh nhạt. Chết rồi. Chương 1041, lực lượng pháp tắc. Chết rồi. Người ở chỗ này đều là sắc mặt khẽ giật mình, nhìn qua tòa kia ép ngang ở trong hư không hùng vĩ thành trì trong mắt có chấn kinh thần sắc. Mặc cho trong lòng bọn họ có đoán trước, có thể tại chân chính nghe nói câu trả lời này về sau, vẫn là không thể tin được loại kia cường giả sẽ như thế dứt khoát bị trấn sát tại chỗ. Nửa bước thần vương. Kia đã là đi tới thần cảnh cực hạn cường giả, chỉ nửa bước đều bước ra thần cảnh phạm trù, có hy vọng trực tiếp chứng đạo thần vương tồn tại. Nhưng mà, dạng này cường giả vẫn là bị đối phương một kích trấn sát. Có thể nhìn thấy vị này tấn thành thành chủ thực lực đến cùng đáng sợ đến trình độ nào hắn chẳng lẽ đã chứng đạo thần vương không thành cơ doanh sắc mặt khiếp sợ không thôi nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bỏ đi cái suy đoán này mặc dù đối phương biểu hiện ra thực lực rất mạnh nhưng có một chút cơ doanh là có thể xác định đối phương hẳn là không có chân chính chứng đạo thần vương thần vương tần thứ cường giả mình không phải là chưa từng gặp qua cả hai vẫn tồn tại khác biệt Đối với Mạc Tử Tấn Lai Lịch, khi hắn nhập nhân tộc thiên địa, sáng lập đạo tông về sau, cũng là có chỗ hiểu rõ. Đối phương chính là mấy trăm năm trước yêu tà họa loạn quản nguyên phủ về sau, mới dựng dục ra thế thiên tai, mà lại căn cứ thám thính lấy được tin tức, vị này cũng chỉ là tại mấy chục năm trước mới dựng dục ra thế mà thôi. Trong mấy chục năm, từ không tới có, cho tới hôm nay đã là có thể trực tiếp trấn sát nửa bước thần vương có thể thấy được nó trưởng thành tốc độ đến cỡ nào kinh người mấy chục năm còn như vậy nếu là cho đối phương mấy trăm năm thậm chí cả mấy ngàn năm lời nói rất khó tưởng tượng vị này đến cùng sẽ trưởng thành đến trình độ nào thiên kiêu cơ doanh thầm nghĩ như thế cường giả nếu như là tại trung huyền giới bên trong lời nói không chút nào dùng hoài nghi tuyệt đối sẽ bị năm tông tranh nhau cướp đoạt đều hy vọng đem thu nhập môn tường thiên hạ đệ nhị xem ra là ngồi vững vàng cái danh này dời thần cung vị kia muốn cùng hắn so sánh hiện tại chỉ sợ cũng không có khả năng cơ doanh cảm khái lên tiếng những người khác nghe vậy thoáng qua liền minh bạch đối phương trong miệng nói vị kia chỉ rốt cuộc là ai dời thần cung thái thượng trưởng lão kỹ toàn vị kia kỹ thần vương trước kia cũng là thần vương tầng thứ cường giả nghe đồn càng là đến thần vương đệ tam cảnh thậm chí cả đệ tứ cảnh nhân vật mạnh mẽ theo đạo lý tới nói cái này dạng thực lực cường giả nên không phải bây giờ mạc tử tấn có thể chống đỡ chỉ là vị kia đã là hủy bỏ thần đạo trùng tu tiên đạo luận đến thực lực cùng trước mắt vị này so sánh đoán chừng là có chút chênh lệch rồi thiên hạ đệ nhị cái danh này xem như không có bất cứ vấn đề gì một bên khác tại cung huyết bị chém giết về sau còn lại một cái hồn tịch thị tộc thần cảnh sắc mặt đại biến trong lòng không còn nửa điểm chiến ý lúc đầu. Đông Phương Chiếu đã là vững vàng chiếm thượng phong. Hiện tại tên kia thần cảnh nội tâm chiến ý hoàn toàn không có, trực tiếp để hắn bắt được sơ hở, một kích đem nhục thân đánh nứt, cường thế chém giết vào hư không ở trong. Đến tận đây, hôn tịch thì tộc ba tên thần cảnh cường giả, đã là đều vẫn lạc. Những này thần cảnh huyết nhục đều là không sai đồ vật, Chưa vị chớ có lãng phí. Đông Phương Chiếu phất tay, liền đem hồn tịch thì tộc vẫn lạc thần cảnh rất nhiều huyết nhục đều cho thu vào trữ vật giới chỉ ở trong chỉ là vạn tộc vẫn lạc hiện ra bản thể mấy ngàn trượng thân thể tự như sơn nhạc băng tán huyết nhục số lượng đông đảo liền xem như trữ vật giới chỉ cũng khó có thể thu lấy bao nhiêu những người khác nghe nói như thế mới là bỗng nhiên phản ứng lại nhanh đi theo xuất thủ thu lấy thần cảnh huyết nhục đây đều là chân chính bảo vật thường ngày thời điểm dạng này đồ vật tại nhân tộc căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu dưới mắt có thể được đến tất nhiên là chuyện tốt nếu như có thể đem luyện hóa lời nói cướp đoạt ẩn chứa trong đó bành trướng linh khí nói không chừng có hy vọng đánh vỡ trước mắt cảnh giới ràng buộc rất nhanh sở hữu tản mát huyết nhục đều là bị thu lấy hoàn toàn cùng lúc đó tấn thành ẩn nấp không gặp một lần nữa bày biện ra mạc tự tấn thân ảnh mạc thành chủ Lần này, rất nhiều người đều là ông quyền mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc phi phàm. Vị này tấn thành thành chủ thực lực, bọn hắn xem như chân chính đã được kiến thức, bực này cường giả hoàn toàn là dưới mắt nhân tộc đứng đầu tiêu chuẩn. Nếu như không phải vị này xuất thủ, chỉ bằng mượn vừa mới cái kia nửa bước thần vương thực lực, đoán chừng người ở chỗ này bên trong liền phải chết tổn thương không ít. Không có cách nào. Nửa bước thần vương tầng thứ cường giả quá cường đại lấy những người khác thực lực như muốn vây giết tuyệt không phải chuyện dễ dàng đối với lần này mạc tử tấn thần sắc lạnh nhạt chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu cũng không có mở miệng nói cái gì đông phương chiếu nói chư thiên hung hiểm chư vị tin tưởng cũng là gặp được mặc dù chúng ta không rõ ràng hồn tịch thị tộc rốt cuộc là lai lịch gì nhưng là có thể vì thị tộc người thực lực tuyệt đối sẽ không yếu đến đâu bên trong đi cho nên dưới mắt chém giết hồn tịch thị tộc thần cảnh tin tức quả quyết không thể tiết lộ ra ngoài nếu không liền sẽ trêu chọc đến phiền toái không cần thiết mặt khác tử vong cấm khu kia cổ mặt trái lực lượng nồng đậm chúng ta cũng không có thể tại nơi đây ở lâu nghe vậy những người khác là gật đầu sau đó đám người chính là tiếp tục hướng về tử vong cấm khu bên ngoài mà đi một vị nửa bước thần vương bị trấn sát thực lực của hắn là thật không đơn giản nơi nào đó trong hư không thẩm trường thanh đứng chắp tay yên lặng quan sát lấy nhân tộc tình hình chiến đấu làm nghe nói cùng huyết lời nói về sau hắn cũng là có chút kinh ngạc hồn tịch thị tộc thẩm trường thanh đối cái này thị tộc là có không ít hiểu rõ lúc trước thiên tông vừa lập thời điểm liền từng có hồn tịch thị tộc cường giả xuất thủ ngăn cản sau này bị bản thân trực tiếp chém giết tại chỗ từ đó về sau hồn tịch thị tộc liền không có bất kỳ động tác gì phản phất vẫn là không phải một tôn quy tắc thần vương, mà là nhỏ nhặt không đáng kể thần cảnh đồng dạng. Bất quá! Vì phòng ngừa hồn tịch thị tộc ngày sau tìm phiền toái cho mình, hắn vậy cố ý điều tra bên dưới hồn tịch thị tộc tình huống, đối với kia phương thị tộc xem như có không ít hiểu rõ. Chỉ luận thực lực lời nói, hồn tịch thị tộc coi là chư thiên thị tộc bên trong đỉnh tiêm thị tộc. Trong tộc không chỉ là có một tôn quy tắc thần vương tọa trấn đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, hồn tịch thị tộc bên trong khả năng rất lớn là có được nửa bước thần chủ tầng thứ cường giả tồn tại. Nhưng đối với hắn mà nói, bất luận là nửa bước thần chủ cũng tốt, hoặc là quy tắc thần vương cũng được, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Chỉ cần đối phương dám ra tay, kia trực tiếp trấn sát là được rồi. Dù sao, Thẩm Trường Thanh bây giờ đối với mình thực lực vẫn là có rất lớn tự tin. Cho nên so với hồn tịch thị tộc uy hiếp, Thắng càng để ý chính là nhân tộc hiện tại biểu hiện ra thực lực. Mạc Tử Tấn từ không cần nhiều lời. Đối phương mặc dù không có Tấn Thăng thần vương, nhưng là luận đến thực lực, hoàn toàn không kém gì bình thường thần vương. Mà lại, vì kia chỗ đi con đường lại cùng bình thường thần đạo có chỗ khác biệt. Thay lời khác tới nói, Mạc Tử Tấn chỗ đi đường nên tính là đường đi mới. Nhưng là, con đường này là không thể phỏng chế dù sao thiên tai hình thành chính là lấy vô số nhân tộc vẫn lạc làm đại giới mà lại ai có thể trở thành thiên tai cũng là hoàn toàn không thể khống cho nên mạc tử tấn đã là đi rồi mới đường đồng dạng cũng là duy nhất một đầu mới đường không có bất kỳ cái gì phỏng chế khả năng trừ mạc tử tấn bên ngoài núi cổ thực lực cũng là để thẩm trường thanh có chút ghé mắt lực lượng pháp tắc nói đúng ra đối phương lĩnh ngộ hẳn là lực lượng pháp tắc bên trong một loại đã là có mấy phần nhất lực phá vạn pháp dáng vẻ tên kia hồn tịch thị tộc thần cảnh thực lực không yếu núi cổ bây giờ trùng tu tiên đạo cũng chỉ là khó khăn lắm động thiên nhị trọng mà thôi so sánh thần cảnh tình huống dưới chỉ là tương đương với thần cảnh sơ giai tu sĩ nhưng cho dù là cái này dạng bằng vào lực lượng pháp tắc tồn tại vẫn là một búa chém giết hồn tịch thị tộc thần cảnh trung giai lĩnh ngộ pháp tắc hay không hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau thanh y nói người này tính tình cùng lực lượng pháp tắc ngược lại là có chút phù hợp mà lại coi mới vừa xuất thủ đối với lực lượng pháp tắc cũng là lĩnh ngộ được một cái có chút cao thâm trình độ nếu như có thể cho cơ hội lời nói nói không chừng có hy vọng tại động thiên cảnh thời điểm liền trực tiếp đem lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được quy tắc trình độ bởi như vậy vị này liền có hy vọng trực tiếp ngưng tụ động thiên hạch tâm thành tựu vạn pháp cảnh Hắn câu nói này không phải lung tung ngôn ngữ, mỗi người có thể mở mang ra tới động thiên đều có chỗ khác biệt. Tìm lực hùng hồn người mở ra tới động thiên có thể chứa đựng càng nhiều pháp tắc lực lượng. Nhưng nếu là tìm lực không đủ người, có thể chứa đựng pháp tắc lực lượng chính là cực kỳ có hạn. Nếu có người có thể đem một môn pháp tắc trực tiếp lĩnh ngộ được quy tắc trình độ lời nói, như vậy đủ để so ra mà vượt hàng trăm hàng ngàn môn pháp thì ngưng tụ động thiên hạch tâm cũng chính là lại không quá bình thường. Đây chính là lĩnh ngộ quy tắc cường đại. Cho nên, Tại Thanh y xem ra, nếu như núi cổ có thể trước một bước đem lực lượng pháp tắc tu luyện tới quy tắc tầng thứ lời nói. Đối phương khả năng rất lớn tại khai phát động thiên thời điểm, trực tiếp ngưng tụ ra động thiên hạch tâm. Như thế ngưng tụ ra động thiên hạch tâm, rốt cuộc là không thể cùng hoàng mỹ động thiên hạch tâm cùng so sánh, đến tiếp sau liền xem như tấn thăng vạn pháp cảnh hạn mức cao nhất cũng là cực kỳ có hạn. Cuối cùng, Thanh Y lại là bổ sung một câu. Cùng thần đạo khác biệt. Thần đạo chính là chuyên chú một môn pháp tắc, quy tắc, sau đó đi đến cực hạn. Nhưng là tiên đạo ý tứ ba ngàn pháp tắc đồng tu, từ đó nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Cho nên, động thiên trước kia đều xem như đặt nền móng quá trình. Ngưng tụ động thiên hạch tâm mạnh yếu, quyết định ngày sau hạn mức cao nhất cao thấp đương nhiên rồi rất nhiều người cuối cùng cả đời đều là kẹt tại động thiên cửu trọng thậm chí cả động thiên thập trọng căn bản không có biện pháp ngưng tụ động thiên hạch tâm không có cách nào ngưng tụ động thiên hạch tâm chính là chú trọng cơ duyên ngộ tính nếu như không thể minh ngộ tương ứng pháp tắc lực lượng muốn ngưng tụ động thiên hạch tâm kia là căn bản chuyện không thể nào cho nên nếu như có thể có ngưng tụ động thiên hạch tâm tấn thăng vạn pháp cảnh cơ hội rất nhiều người cũng sẽ không tùy tiện bỏ lỡ cho dù hạng mức cao nhất lại như thế nào thấp đó cũng là vạn pháp cảnh mà không phải động thiên cảnh liền giống với vạn tộc thần đạo đồng dạng đối với rất nhiều thần cảnh tới nói có thể có tấn thăng thần vương cơ hội bọn hắn như thế nào lại từ bỏ cho dù là thành tựu yếu nhất thần vương cái kia cũng đồng dạng là thần vương có thể áp đảo phổ thông thần cảnh phía trên có được địa vị siêu nhiên chỉ một điểm này cũng không phải là bình thường thần cảnh có khả năng cự tuyệt rồi đạo lý giống nhau đặt ở tiên đạo bên trong cũng giống như vậy áp dụng cái gọi là hạng mức cao nhất nhiều khi đều là một cái bài trí chân chính có thể đi đến hạng mức cao nhất cường giả ít càng thêm ít rất nhiều người đều là đi không đến hạng mức cao nhất liền ngã ở một cái nào đó trên cảnh giới mặt cũng không tiếp tục được tiến thêm mảy may nếu là vì cái gọi là hạng mức cao nhất mà từ bỏ tấn thăng cơ hội, đây mới thực sự là không sáng suốt. Chương 1042, đường này không thông, thần vương dừng bước. Bất quá. Núi cổ tiềm lực như thế nào, thanh y tạm thời cũng là nhìn không ra cái gì. Đối phương có thể ở cảnh giới như thế liền đem lực lượng pháp tắc nắm giữ đến một cái cảnh giới cao thâm, hiển nhiên tại ngộ tính phương diện là nửa điểm không kém đối với lần này thẩm trường thanh cũng không thấy được kỳ quái dù nói thế nào núi cổ cũng là nhân tộc vạn năm trước cường giả mà lại không sai biệt lắm xem như đứng đầu một nhóm kia mạnh như vậy người ngộ tính tự nhiên không kém đi đâu mà lại liền xem như tiềm lực hắn đoán chừng núi cổ cũng sẽ không làm sao kém so với núi cổ chiến tích Đông Phương Chiếu biểu hiện chính là có chút trung quy trung cũ. Đây chính là lĩnh ngộ pháp tắc hay không khác nhau. Lĩnh ngộ pháp tắc người, tại đối mặt không có lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ lúc, cơ hồ là có thể làm đến nghiền ép trình độ. Bất quá! Đông Phương Chiếu mặc dù không có lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều là biểu hiện ra vững vàng dáng vẻ, lấy hắn trường sinh đạo thần giai tứ trọng thực lực, ổn ép một cái thần cảnh ngũ lục trọng tu sĩ, cũng coi là có thể rồi mà lại thẩm trường thanh cảm giác đối phương không có chân chính biểu hiện ra toàn bộ thực lực nếu không tên kia hồn tịch thị tộc thần cảnh hẳn là sẽ bị mau hơn giải quyết chính thể mà nói một trận chiến này nhân tộc xem như biểu hiện không tệ ba cái hồn tịch thị tộc thần cảnh toàn bộ đều bị giải quyết không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ có thể được lấy đào thoát đồng thời có thể để cho mạc tử tấn đi theo nhập chư thiên cũng là một cái sáng suốt quyết định. Có vị này bảo vệ, nhân tộc chuyến này liền có thể ổn thỏa rất nhiều. Mặt khác tại đối phương chém giết tên kia nửa bước thần vương thời điểm, Thẩm Trường Thanh bén nhạy cảm thấy được, tấn thành đã là có biến hóa khác. Từ bên trong này, hắn liền có thể nhìn ra được, đối phương chém giết tu sĩ khác hẳn là cũng có thể được đến nhất định chỗ tốt. Kể từ đó, nhập chư thiên tại đối phương mà nói, chính là một cái cơ duyên không nhỏ. Bất quá. Ở nơi này trước kia, còn phải đem một vài phiền toái nhỏ giải quyết mới được. Thẩm trường thanh nghiêng đầu nhìn về phía trong hư không một cái phương hướng, nơi đó có cường giả ngay tại ngự không mà tới. Trong hư không, có vô số bóng tối lực lượng mãnh liệt, tại hắc ám lực lượng trung tâm, chỉ thấy có trung niên cường giả chân đạp hư không mà tới. Nhưng phạm là phát giác được cổ khí tức này tu sĩ cùng với yêu tà, đều là sắc mặt bối rối, ào ào tránh lui ra nhưng mà có tu sĩ không tránh kịp trực tiếp liền bị hắc ám càng quét nuốt hết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cổ khí tức kia rốt cuộc là bắt nguồn từ ai trên thân vậy mà có thể để cho vốn thần vương có loại chưa bao giờ có rung động nếu như có thể đem cắn nuốt hết lời nói nói không chừng ta đều có chứng đạo thần chủ khả năng hoặc tâm thần vương ngự không mà đi đôi mắt nhìn về phía sâu trong hư không nơi đó là có để hắn cực kỳ khát vọng đồ vật Loại cảm giác này, hắn là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Ngay tại trước đó không lâu, hoặc tâm thần vương vốn là tại tử vong cấm khu bên trong hành tẩu, đột nhiên phát giác được có cổ nhượng cho mình khát vọng khí tức xuất hiện, để cho không tự chủ được hướng về kia cái khí tức truy tìm mà đi. Hắn có loại dự cảm, nếu như bản thân có thể đem cổ khí tức kia nơi phát ra cắn nuốt hết lời nói, như vậy bản thân liền có hy vọng chứng đạo thần chủ, thần chủ cơ duyên tuyệt không thể bỏ lỡ. Hoặc tâm thần vương sắc mặt kiên định. Nếu như bỏ qua lời nói, bản thân không biết năm nào tài năng gặp mặt đến như thế cơ duyên. Nói không chừng cuối cùng cả đời, cũng không có lại lần nữa chứng đạo khả năng. Hắc ám mãnh liệt. Có đại thủ từ hư không nghiền ép rơi xuống, cưỡng ép đem hắc ám vỡ nát, sức mạnh đáng sợ để hoặc tâm thần vương biến sắc, một quyền hướng về trên không oanh kích mà ra, đem con kia ngưng tụ như thật bàn tay đánh tan ai? Hoặc tâm thần vương sắc mặt đột nhiên lạnh, đồng thời nội tâm ngưng trọng không thôi. Nhìn như tầm thường một trưởng, hắn từ đó cảm nhận được một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ. Dứt lời. Trước mắt hư không im ắng xé rách, có người áo xanh từ bên trong đi ra. Phù dương. Hoặc tâm thần vương nhìn thấy người tới. Hơi ngây người lại, sau đó chính là biến sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này đụng phải vị này thiên tông tông chủ mà lại đối phương còn ra tay đánh lén chính mình nghĩ tới đây hoặc tâm thần vương ngữ khí có chút bất thiện các hạ vô cớ tại hỗn loạn cấm khu tập kích tại vốn thần vương chẳng lẽ là thiên tông muốn cùng tâm ma nhất tộc khai chiến không thành mặc dù thiên tông phù dương nổi tiếng bên ngoài nhưng hắn cũng không có cái gì e ngại bản thân dù nói thế nào cũng là quy tắc thần vương làm sao có thể sợ một tôn nho nhỏ thiên địa thần vương, mà lại nơi đây chính là tử vong cấm khu. Được cho tâm ma nhất tộc sân nhà. Nếu là như vậy lùi bước, như vậy tâm ma nhất tộc mặt mũi, đều xem như mất hết. Khai chiến. Thẩm trường thanh chấp tay đứng ở hư không, sắc mặt hờ hững. Khai chiến ngược lại là không thể nói, chỉ là đường này không thông, làm phiền thần vương dừng bước. Đường này không thông hoặc tâm thần vương giận quá mà cười ta tầm ma nhất tộc sinh tại tử vong cấm khu vốn thần vương tung hoành tử vong cấm khu mười mấy vạn năm xưa nay không từng có ai có thể ngăn cản ta nửa phần đổi lại bình thường thời điểm hắn đều không có khả năng lui bước chớ nói chi là hiện tại quan hệ đến bản thân chứng đạo thần chủ cơ duyên lui ra phía sau hoàn toàn không có khả năng cho nên tại thoại âm rơi xuống thời điểm hoặc tâm thần vương đã là trực tiếp xuất thủ mênh mông vĩ lực bạo phát đi ra. Quy tắc thần vương lực lượng, đã là hiển lộ không thể nghi ngờ. Đến hay lắm. Thẩm trường thanh sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay một quyền đánh ra, cương mạnh đến chí cực lực lượng trực tiếp đem kia cổ vĩ lực xé rách. Cùng lúc đó, chỉ thấy có nồng nặc quy tắc khí tức hiển lộ. Hoặc tâm thần vương quanh thân hắc ám ngưng tụ, hóa thành một tôn cổ sư ma thần xếp bằng ở trên đài sen, tự như phạn âm thiện sướng giống như thanh âm trong hư không vang lên. Một khắc này, thẩm trường thanh nội tâm sinh ra một loại xúc động, một loại thần phục với trước mắt ma thần xúc động. Tâm ma nhất tộc. Hắn hơi biến sắc mặt. Đối với tử vong cấm khu tam đại chủng tộc, bản thân chỉ là cùng yêu tại nhất tộc đã từng quen biết, trong đó tâm ma nhất tộc cùng với đen ma thần tộc đều là không có cái gì tiếp xúc. Bây giờ lần thứ nhất trực diện tâm ma nhất tộc cường giả, thẩm trường thanh vừa rồi lĩnh giáo đến tộc này quỷ dị thủ đoạn chỉ bằng như thế quỷ dị thanh âm liền có thể nhường cho mình sinh lòng thần phục suy nghĩ nếu như là đổi lại cái khác thần vương ở trước mặt lời nói nói không chừng thật sự sẽ tại chỗ quy y thần phục mặc cho đối phương xâm lược thủ đoạn như vậy đích thật là không tầm thường nhưng rất đáng tiếc là thẩm trường thanh không phải là bình thường thần vương cho nên tại tâm thần dao động chớp mắt liền bị hắn cho trực tiếp xua tan ra phản âm tiêu tán kim sắc lôi hải tàn phá hư không hóa thành chém phá thiên địa lợi nhận xé trách không gian hung hăng hướng về hoặc tâm thần vương chém tới không được hoặc tâm thần vương biến sắc tại kia chém phá thiên địa lợi nhận trước mặt hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp nháy mắt bóng tối lực lượng mãnh liệt trong hư không ngưng tụ mà thành ma thần trực tiếp chuyển vào đến thân thể của hắn bên trong ngay sau đó dưới chân bày biện ra hắc ám đài sen vô tận hát quan nổi lên tự như chí cao vô thượng thần linh diệt hoặc tâm thần vương ngồi ngay ngắn đài sen một chưởng đẩy ngang ra ngoài hắc ám lực lượng chớp mắt bạo động quanh hai cổ lực lượng chạm vào nhau chém phá thiên địa lợi nhận cưỡng ép xé rách chưởng cương trực tiếp đánh vào hát quan phía trên xoạt xoạt hát quan bình chướng như là mặt kính giống như vỡ nát dư thế không ngừng lực lượng rơi xuống để hoặc tâm thần vương thân thể run rẩy dữ dội. Trước ngực đã là bày biện ra sâu đủ thấy xương vết thương. Không thể địch lại. Hắn sắc mặt kịch biến. Nháy mắt. Hoặc tâm thần vương chính là lựa chọn bước ra trút đi. Mặc dù chứng đạo thần chủ cơ duyên rất trọng yếu, nhưng thẩm trường thanh biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cùng trong truyền thuyết đồng dạng vị này mặc dù là vừa mới chứng đạo thần vương không đến bao lâu nhưng luận đến thực lực hoàn toàn có thể sánh vai những cái kia đỉnh cao nhất thần vương nếu là tử chiến đi xuống hoặc tâm thần vương không chút nghi ngờ bản thân có thể hay không vẫn lạc tại trong tay đối phương lui cũng chỉ có thể lui cứ việc trong lòng rất là không cam lòng hoặc tâm thần vương cũng không có nửa điểm dừng lại ý tướng chờ trở lại tâm ma nhất tộc Vốn thần vương lại theo ngươi cẩn thận thanh toán một hai. Trong lòng của hắn quyết tâm. Bản thân luận đến thực lực mặc dù không bằng đối phương, nhưng tâm ma nhất tộc bên trong cũng không phải không có cường giả tọa trấn, mặc dù cái kia có thể chứng đạo thần chủ cơ duyên nếu là bạo lộ ra, tỷ lệ lớn cùng bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, khẩu khí này đều là cho ra. Hơn nữa, hiện tại đường đi bị ngăn cản cơ duyên bản thân vậy cùng bản thân không có bất cứ quan hệ nào rồi. Cho nên, hoặc tâm thần vương lui vô cùng là dứt khoát. Hiện tại mới muốn đi, có chút quá muộn. Thẩm trường thanh cười lạnh. Vừa vặn hắn thiếu khuyết nguyên điểm, hoặc tâm thần vương đã đưa tới cửa, quả quyết không để cho đối phương còn sống rời đi khả năng. Dưới chân lôi đình tràn ngập, tử vong tấm lụa xé rách hư không, trực tiếp hóa thành một cái lưới lớn, hướng về đối phương trấn áp tới phát giác được sau lưng đáng sợ khí tức hoặc tâm thần vương chỉ có thể trở lại ngăn cản nhưng mà ngay tại hắn trở lại ngăn cản nháy mắt thẩm trường thanh đã là trực tiếp đạp không mà tới một quyền oanh kích ra ngoài hắc ám khoảnh khắc tán loạn mắt thấy kia cổ lực lượng hủy thiên diệt địa cuốn tới hoặc tâm thần vương sắc mặt đại biến ngươi coi là thật phải cùng ta tâm ma nhất tộc không chết không thôi chính mình cũng đã lui một bước đối phương vẫn không thuận không buông tha để trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ thẩm trường thanh trong mắt sát ý nghiêm nghị vừa rồi cho ngươi cơ hội rút đi là chính ngươi không cần cơ hội này hiện tại mới muốn đi vậy liền đã quá muộn không xuất thủ thì thôi như là đã xuất thủ vậy sẽ phải đem đối phương triệt để chém giết thả hổ về rừng đạo lý hắn sẽ không không hiểu nếu như không xuất thủ lời nói song phương còn không tính hoàn toàn xé rách da mặt, như vậy tại tử vong cấm khu trêu chọc tâm ma nhất tộc không có cái gì chỗ tốt. Nhưng dưới mắt đều đã giao thủ, lại để cho hoặc tâm thần vương rời đi, vậy liền không cần như thế rồi. Dù sao từ xuất thủ một khắc kia trở đi, song phương liền đã xé rách da mặt. Thẩm trường thanh có thể khẳng định. Liền xem như thả hoặc tâm thần vương rời đi, tâm ma nhất tộc rất có thể cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên, hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem chém giết lại nói một quyền oanh kích hắc ám băng liệt hai quyền oanh kích đài sen vỡ vụn ba quyền oanh kích hoặc tâm thần vương thân thể bay tứ tung ra ngoài đánh vỡ trăm vạn dặm hư không thần khu suýt nữa bị trực tiếp đã diệt lúc này vị này tâm ba nhất tộc thần vương lại nhìn về phía thẩm trường thanh ánh mắt lúc đã là bỗng nhiên đại biến trên mặt có không ức chế được sợ hãi thật giống như gặp được tồn tại đáng sợ nào đồng dạng, chênh lệch quá xa. Bản thân thân là thần vương đệ tứ cảnh cường giả, ở trước mặt đối phương lại không chút nào hoàn thủ chỗ trống. Thực lực như vậy, liền xem như không nhập thần chủ, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Nháy mắt, liền gặp hắn há mồm phun một cái, máu tươi hóa thành huyết quang trốn vào hư không, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian. Lôi đình oanh kích tới, đem hoặc tâm thần vương thần khu bao phủ hoàn toàn. Chương 1043, hoặc tâm thần vương tuyệt vọng. Bệ hạ cứu ta! Bóng tối bao trùm đại lục bên trong, có huyết quan phá toái hư không tới, hoặc tâm thần vương thanh âm vội vàng từ trong huyết quan truyền ra, tại đại lục quanh quẩn không thôi. Trong chốc lát tâm ma đại lục toàn bộ sinh linh, đều là nhìn về phía kia vệt chớp mắt là qua huyết quang, trong mắt có hải nhiên thần sắc. Hoặc tâm thần vương chính là tâm ma nhất tộc đỉnh tim thần vương, từ tâm ma hoàng trở xuống chí cường giả một trong. Như thế tồn tại, lại bị bước đến dùng như thế thủ đoạn cầu cứu. Đây đối với tâm ma đại lục tu sĩ khác tới nói. Xem như một cái sự đã kích không nhỏ. Oanh, có khủng bố như vực sau khí tức bạo phát đi ra một người mặc đế bào thân ảnh đạp không mà lên trực tiếp xé rách hư không rời đi ngô hoàng ra tay rồi tại nhìn thấy kia đế bào thân ảnh thời điểm tâm ma đại lục tu sĩ đều là sắc mặt kính sợ không thôi tâm ma hoàng tâm ma nhất tộc chí cường giả nguyên nhân chính là có đối phương tọa trấn tâm ma nhất tộc tài năng vững vàng cuộn mình tại tử vong cấm khu bên trong liền xem như thường xuyên có vạn tộc nhập tử vong cấm khu cũng không thể ảnh hưởng đến tâm ma nhất tộc căn cơ. So sánh bên dưới, không có cường giả trấn giữ yêu tài nhất tộc thì là thê thảm rất nhiều. Nếu không phải là chỉ cần tử vong cấm khu tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng thai ngén yêu tà lời nói, yêu tài nhất tộc sớm đã bị diệt sạch sẽ rồi. Hư không băng liệt. Hoặc tâm thần vương nhục thân nổ bể ra đến, thẩm trường thanh dưới chân có tín ngưỡng cầu vàng trải ra, trực tiếp xâm nhập đến vô ngần trong hư không cùng đen ma thần tộc chỉ tu nhục thân khác biệt. Tâm ma nhất tộc chỗ đi, chính là cùng vạn tộc thần đạo một dạng, đều là khai phát thần quốc con đường. Thần quốc bất diệt. Thần vương bất tử. Muốn chân chính chém giết hoặc tâm thần vương, cũng chỉ có thể là tiến vào vô ngần giữa hư không. Ngay tại thẩm trường thanh tiến vào vô ngần hư không thời điểm, tử vong cấm khu giữa hư không, tâm ma hoàng thân ảnh đã là xuất hiện ở nơi này bản hoàng ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai dám mưu toan giết ta tâm ma nhất tộc thần vương hắn sắc mặt băng lãnh tín ngưỡng cầu vàng khí tức chưa từng hoàn toàn tiêu tán rất rõ ràng cả hai chiến trường đã là từ tử vong cấm khu trực tiếp chuyển dời đến vô ngần trong hư không mà lại chung quanh hư không tản mát có hoặc tâm thần vương huyết nhục có thể nghĩ ai mới là chiến bại một phương bắt được chưa từng hoàn toàn tiêu tán khí tức Tầm ma hoàng dưới chân bày biện ra tín ngưỡng cầu vàng, tương tự một bước bước vào vô ngần hư không, mênh mông thần quốc bên trong, chỉ thấy vô cùng tín ngưỡng lực lượng xen lẫn, màu vàng tín ngưỡng cùng hắc ám cùng tồn tại, phản phất là thần thánh chí cực tồn tại, lại hình như là bóng tối căn nguyên. Trên bầu trời thần quốc, có một nửa kim sắc một nửa màu đen khủng bố ma thần hư ảnh ngưng tụ mà thành, xếp bằng ở đồng dạng kim đen nửa này nửa kia trên đài sen nếu như nghiêm túc nhìn lại lời nói, có thể nhìn thấy kia ma thần hư ảnh kỳ thực chính là hoạt tâm thần vương dáng vẻ. Lúc này tại ma thần hư ảnh bên trong hoạt tâm thần vương thân thể ngay tại đúc lại một cổ khí tức hủy diệt tràn lan ra tới, rung chuyển thần quốc vẫn rung rẩy, trận trận phạn âm thiền sướng giống như thanh âm truyền khắp thần quốc, để sở hữu tín đồ đều là thành kính cầu nguyện. thật lâu thần khu đúc lại hoàn thành. Hoặc Tâm Thần Vương thần khu hóa thành vạn trượng, đem ma thần hư ảnh triệt để chiếm cứ, chân thân chiếm cứ tại trên đài sen, quan sát thần quốc chúng sinh. Sở hữu tính đồ chuẩn bị nghênh chiến. Thanh âm uy nghiêm truyền ra. Ẩn chứa có mãnh liệt sát ý, nói xong. Hoặc Tâm Thần Vương chính là nhìn về phía thần quốc trên không, nơi đó mặc dù không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến, nhưng hắn minh bạch, không bao lâu vị kia Thiên Tông tông chủ sẽ tới. Đối phương cường thế chém giết bản thân thần khu, không có khả năng bất diệt bản thân thần quốc. Dưới mắt bản thân tại thần quốc bên trong trùng sinh, đã là không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói, duy nhất có thể làm chính là kết hợp thần quốc bên trong tất cả lực lượng, theo đối phương huyết chiến đến cùng. Còn dư lại, chính là nhìn tâm ma nhất tộc bên kia. Có thể hay không kịp thời chi viện. Muốn nói có hối hận không, nói thật hoặc tâm thần vương nội tâm là không có cái gì hối hận. Thần chủ cơ duyên ở trước mặt, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, vậy cũng phải toàn lực liều một phen, bằng không mà nói, sống uổng những năm này. Chỉ tiếc chính là Thẩm Trường Thanh thực lực quá mạnh, dù cho là thân là thần vương đệ tứ cảnh bản thân, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Muốn đối phương ba quyền liền đánh nổ nhục thân của mình, hoặc tâm thần vương sắc mặt chính là ngưng trọng không thôi. Phù Dương thực lực không tầm thường, lúc trước nghe nói hắn có thể ở thái cổ ngoài thành đối cứng lôi trạch thần tộc vị kia thời điểm. Còn chỉ cho là là mượn chí bảo lực lượng, chưa từng nghĩ hắn bản thân thực lực, cũng là đến mức này. Tộc ta bên trong, chỉ có bệ hạ mới có cùng tranh tài khả năng. Tâm ma hoàng chính là tâm ma nhất tộc chí cường giả. Đối phương mặc dù không nhập thần chủ phương diện, nhưng luận đến thực lực, cũng không so thần chủ yếu bao nhiêu chỉ cần tâm ma hoàng có thể tới lượng vị kia thiên tông tông chủ vậy không nổi lên được cái gì lớn sóng gió nhưng nếu là tâm ma hoàng không kịp cảm thấy lời nói như vậy vấn đề liền nghiêm trọng chỉ hy vọng bệ hạ có thể tới được đến đi hoặc tâm thần vương sắc mặt hờ hững ở hắn nhìn chăm chú thần quốc trên không bỗng nhiên băng liệt có bóng người áo xanh chân đạp cầu vàng mà tới giết tại thẩm trường thanh bước vào thần quốc chớp mắt hoặc tâm thần vương chính là trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn trên đài sen, một chưởng đẩy ngang đi ra thời điểm, cưỡng ép dẫn dắt thần quốc tất cả lực lượng, tự như thiên uy một chưởng nghiền nát tầng tầng hư không, hướng phía đối phương trấn áp thô bạo mà đi. Cùng một thời gian, thần quốc bên trong tín đồ đều là ngang nhiên xuất thủ. Vừa mới bước vào thần quốc, thẩm trường thanh liền gặp được mênh mông lực lượng mãnh liệt đập vào mặt kia cổ sức mạnh đáng sợ đổi lại những quy tắc khác thần vương đối mặt lời nói đều có nháy mắt bị đánh diệt thần khu khả năng không kịp ngăn cản tất cả lực lượng đều là hung hăng đánh vào trên người hắn thần quốc trên không hủy diệt lực lượng trùng trùng điệp điệp tức vạn dặm hư không đều ở đây cổ sức mạnh đáng sợ bên trong đều nổ bể ra tới chết rồi xếp bằng ở trên đài sen hoặc tâm thần vương nhìn thấy một màn này trong mắt có thần sắc mừng rỡ. Một kích kia. Hắn đã là dốc hết tất cả lực lượng xuất thủ. Mà lại là tại đối phương vừa mới bước vào thần quốc thời điểm. liền lấy tấn lôi chi thế xuất thủ tập kích, vì kia căn bản là không kịp xuất thủ ngăn cản. Đối với bản thân một kích này lực lượng, hoặc tâm thần vương là có rất lớn tự tin. Đừng nói là thiên địa thần vương, liền xem như thần vương đệ tứ cảnh cường giả, tại không có bất luận cái gì ngăn cản tình huống dưới, thần khu đều phải hóa thành tro tàn. Cứ việc thần quốc bất diệt thần vương bất tử, một kích này lực lượng không thể chân chính đem đối phương chém giết, có thể chỉ cần đem thần khu trảm diệt, mình cũng có thể hóa giải nguy cơ trước mắt rồi. Chính đáng lúc này, có người tự hủy diệt tướng ngược lực lượng bên trong bước ra. Thanh Sam vẫn như cũ, không gặp có nửa phần tổn hại. Mênh mông uy áp càng quét ra, phản phất có thể đem chỉnh phương thần quốc đều cho toàn bộ trấn áp xuống dưới đây không có khả năng hoặc tâm thần vương con ngươi kịch liệt co vào sắc mặt rốt cuộc bảo trì không ngừng hắn biết rõ một kích kia lực lượng mạnh mẽ đến mức nào đối phương chỉ bằng mượn nhục thân liền có thể ngành sinh sinh chống được bực này công kích mà lại không có hao tổn mảy may từ nơi này liền có thể nhìn ra đối phương thể phách đã cường đại đến mức nào liền xem như thần chủ hoặc tâm thần vương cũng hoài nghi rất khó làm được đối phương trình độ như vậy. Dù sao thần chủ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nếu chỉ là mới vào thần chủ phương diện lời nói, chỉ lấy nhục thân đến luận, chưa hẳn liền có thể mạnh hơn bao nhiêu. Bản thân một kích kia có thể đã diệt quy tắc thần vương thần khu, liền xem như bình thường thần chủ không làm bất luận cái gì ngăn cản lời nói, cũng không quá khả năng giống như là như vậy lông tóc không tổn hao. Thay lời khác tới nói, trước mắt tu sĩ nhục thân tới một mức độ nào đó rất có thể đã là sao bình thường thần chủ đều muốn tới cường đại cái này mới thật sự là để hoặc tâm thần vương cảm thấy khiếp sợ địa phương không sai lực lượng chỉ là đáng tiếc cường độ vẫn là kém một chút thẩm trường thanh vỗ vỗ quần áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi sắc mặt lạnh nhạt hắn không phải không kịp làm ra ngăn cản mà là có lòng muốn muốn thử một lần thập phẩm đỉnh cao nhất đạo binh nhục thân đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào. Sự thật chứng minh. Mình bây giờ trạng thái là có thể chỉ bằng mượn nhục thân, liền có thể tại thần vương cảnh trung lập tại thế bất bại. Mạnh như hoặc tâm thần vương bực này thần vương đệ tứ cảnh cường giả, tại thần quốc bên trong một kích toàn lực, cũng không thể rung chuyển như thế tầng thứ nhục thân mảy may. Mặc dù nói trong này có hoặc tâm thần vương thực lực, tại thần vương đệ tứ cảnh bên trong không tính đặc biệt cường đại nguyên nhân ở bên trong, nhưng là mặt bên cho thấy thập phẩm đỉnh cao nhất nhục thân cường đại. Chân chính có thể phá trừ cấp độ này nhục thân phòng ngự cường giả, theo thẩm trường thanh, cũng chỉ có những cái kia thay đổi thứ nhất thần vương mới có thể. Tỷ như thần cung thiên kiêu. Tỷ như đã từng lệ khai dương. Nhưng là... Bọn hắn vậy vẻn vẹn, vẹn có thể làm đến bài trừ nhục thân phòng ngự mà thôi, muốn đã diệt bực này cường hãn nhục thân, vậy cơ hồ là không có cái gì có thế có thế trừ phi là có cái gì chí bảo tương trợ. Đạo lý giống nhau. Những cường giả khác phải có chí bảo tương trợ lời nói, thẩm trường thanh bản thân đồng dạng là có chí bảo hộ thân. Cho nên, xem ra đến bây giờ, hắn đã là có thể ở thần vương cảnh bên trong, chân chính làm được bất bại trình độ. Nhìn xem tâm thần đại loạn, mặt xám như cho hoặc tâm thần vương, thẩm trường thanh cũng không có nhiều lời nói nhảm dự định, hắn trực tiếp giơ tay lên chính là một chưởng nghiền ép rơi xuống oanh thần quốc hư không vỡ nát đứng mũi chịu sào hoặc tâm thần vương ra sức ngăn cản tất cả tín ngưỡng thần lực cùng với hắc ám lực lượng đều là trực tiếp mẫn diệt tọa hà đài sen nổ tung vạn trượng thân thể trực tiếp rơi xuống hư không hướng về đại địa rơi đập xuống dưới còn sót lại tín đồ tại kia cổ lực lượng ba động đáng sợ trước mặt thân thể ào ào nổ tung tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại tín ngưỡng thần lực ở trong trùng sinh có thể tại sống lại nháy mắt lại bị cổ lực lượng kia ma diệt. Như thế hết lần này đến lần khác. Vẹn vẹn một lát, thần quốc thần lực cũng đã là hao tổn nghiêm trọng, hoàn toàn vẫn lạc tín đồ chiếm cứ hơn phân nửa số lượng. khụ khụ Thần quốc đại địa trong hố sâu. Hoặc tâm thần vương thần khu tự như một bãi bùng nhão giống như vô lực nằm ở nơi đó, sức mạnh vô cùng vô tận quanh quẩn, ngay tại chữa trị thương thế trên người. Nhưng mà nhục thân thương thế có thế khôi phục nội tâm thương tích nhưng không dễ dàng đền bù lần thứ nhất hắn tại một tôn thiên địa thần vương trước mặt cảm nhận được bản thân như là con kiến hôi cảm giác cứ việc loại cảm giác này rất là hoang đường nhưng nhìn hư không mà đứng quan sát tự thân thẩm trường thanh hoặc tâm thần vương không khỏi gượng cười vốn thần vương rốt cuộc là khinh thường ngươi trong lòng của hắn không cam lòng nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào dạng này cường giả liền xem như tâm ma hoàng đến đoán chừng cũng rất khó là đối thủ nếu như nói trước kia hoặc tâm thần vương hy vọng tâm ma nhất tộc có cường giả tới tiếp viện lời nói hắn hiện tại ngược lại không hy vọng có tâm ma nhất tộc cường giả đến trực diện loại tồn tại này nếu là chỉ một hai tôn thần vương không thay đổi được cái gì cục diện nói không chừng sẽ còn đem mình đều bỏ vào Chương 1044, Quy tắc tương sinh. Tại hoặc tâm thần vương chuẩn bị lãnh cái chết thời điểm. Liền gặp được thần quốc hư không lại lần nữa vỡ ra, có mang lấy đế bào cường giả chân đạp cầu vàng tới, trực tiếp xuất hiện ở thần quốc ở trong. Bệ hạ. Nhìn thấy người đến, hoặc tâm thần vương biến sắc. Hắn hiện tại rất không hy vọng tâm ma hoàng đến. Đồng thời, tâm ma hoàng cũng là thấy được thần quốc bên trong hết thảy, băng diệt hỗn loạn hư không tàn phá thần quốc tử thương thảm trọng tín đồ cùng với đổ vào đại địa bên trên giống như một bãi bùn nhão giống như hoặc tâm thần vương khi nhìn thấy hoặc tâm thần vương thảm trạng như vậy thời điểm trong mắt của hắn không khỏi toát ra mãnh liệt sát ý sau đó tâm ma hoàng mới nhìn hướng về phía trong hư không người phù dương tại nhìn thấy thẩm trường thanh khuôn mặt lúc sắc mặt hắn khẽ biến ngay sau đó tâm ma hoàng sắc mặt chính là bỗng nhiên lạnh xuống thanh âm giống như tháng chạp trời đông giống như băng lãnh tâm ma nhất tộc từ trước đến nay cùng thiên tông không có bất kỳ cái gì ân oán các hạ lại mưu toan đánh giết tộc ta thần vương cũng biết đây là tội chết bệ hạ phía dưới hoặc tâm thần vương vừa định mở miệng nói những gì nhưng là bị tâm ma hoàng trực tiếp đưa tay đánh gãy hoặc tâm thần vương yên tâm tộc ta khi nào tùy ý thế lực khác đặt ở trên đầu chớ nói chi chỉ là một cái thiên tông liền xem như thiên tông sau lưng chu phượng thần tộc lại có thể thế nào bản hoàng nhất định để hắn trả giá đắt đang khi nói chuyện tâm ma hoàng nhìn về phía thẩm trường thanh ánh mắt liền như là nhìn xem người chết đồng dạng trong mắt hắn vị này thiên tông tông chủ chỉ là nhân tài mới nổi thôi liền xem như có chút chiến tích lại có thể thế nào chư thiên vạn tộc đều cho là mình chỉ là quy tắc thần vương thật tình không biết bản thân đã sớm bước ra một bước thần vương phạm trù vào nửa bước thần chủ cảnh giới ngay thẳng chút nói hắn nhập nửa bước thần chủ thời điểm vị này thiên tông tông chủ còn không từng xuất thế cho nên tâm ma hoàng hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt nghe nói ngươi từng tại thái cổ ngoài thành đánh lui lôi trạch thần tộc lôi hoàng nhưng theo bản hoàng biết ngươi chính là mượn nhờ cường giả còn để lại chí bảo lực lượng mới lấy làm đến bước này. Như không có loại kia chí bảo hộ thân, ngươi căn bản không có đánh lui lôi hoàng khả năng. Bất quá có thể ở thần vương đệ nhất cảnh bên trong làm được mức độ này, ngươi cũng coi như được đương thời đỉnh tiêm thiên kiêu. Nếu như điều thấp tu hành cái mười vạn năm, bản hoàng có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi lại là không có cơ hội. Tâm ma hoàng thoại âm rơi xuống, như vực sâu vĩ lực đã là bạo phát đi ra, sở hữu hư không toàn bộ vỡ vụn, hủy diệt lực lượng để thần quốc đều là vì đó run rẩy. Xong. Hoặc tâm thần vương lòng như trâu nguội. Hắn vốn là muốn khuyên tâm ma hoàng rời đi, lại không nghĩ rằng đối phương nói đều không đợi chính mình nói xong cũng trực tiếp xuất thủ. Bất quá. Hoặc tâm thần vương nội tâm vậy vẫn ông lấy một điểm may mắn. Đó chính là tâm ma hoàng thực lực so với mình trong dự đoán phải cường đại hơn có thể đem vị kia thiên tông tông chủ cho trấn áp xuống dưới kể từ đó hắn thì có sống sót cơ hội vừa nghĩ đến đây hoặc tâm thần vương điên cuồng hấp thu tín ngưỡng thần lực khôi phục bản thân nhục thân bên trong thương thế một bên khác thẩm trường thanh nhìn xem kia cổ nghiền ép mà đến lực lượng hủy diệt sắc mặt như thường một quyền hướng về phía trước hư không oanh kích ra ngoài cường đại lực lượng xé nát hết thảy đáng sợ chí cực ba động để tâm ma hoàng sắc mặt đại biến oanh lực lượng oanh kích hư không nổ tung tại kia cổ lực lượng cường đại trước mặt tâm ma hoàng hướng về sau điên cùng thối lui thẩm trường thanh đạp không mà đi dưới chân lôi hải tràn ngập lớn như vậy thần quốc trên không cao ngất hóa thành một phương thao thiên lôi biển theo mỗi một bước phóng ra thời điểm đều có thể có màu vàng lôi hoa đua nở hoa mỹ sắc thái tràn ngập tử vong khí tức vô số lôi đình đột khởi, hóa thành rậm rạp chằng chịt kim sắc lợi nhận oanh kích mà đi. Tâm ma hoàng sắc mặt lại là biến đổi, phất tay liền gặp hắc ám cùng tín ngưỡng lực lượng xen lẫn, hóa thành một mới có thể sợ cối xây nghiền nát tầng tầng hư không, sở hữu lôi đình tại cổ lực lượng kia trước mặt đều là toàn bộ mẫn diệt. Âm âm. Thần quốc chấn động. Hai người giao chiến ba động, đủ để hủy diệt một phương thiên địa nếu như trước mắt thần quốc không phải quy tắc thần vương thần quốc mà là cái khác thần vương thần quốc lời nói lúc này đã sớm không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà hoàn toàn tan vỡ mắt thấy hủy diệt cối xây nghiện ép tới thẩm trường thanh thân hình không có lui ra phía sau nửa phần tay phải nắm tay đột nhiên đánh ra băng diệt thiên địa cường đại vĩ lực trực tiếp đánh vào cối xây phía trên nháy mắt cường đại lực lượng để hắn nhục thân chấn động cùng lúc đó cối xây cũng là tại tâm ma hoàng khiếp sợ ánh mắt bên trong từng khúc vỡ nát ra oanh lực lượng phá diệt dư âm càng quét tứ phương thẩm trường thanh chân đạp hư không mà đi tất cả lôi hải đều hội tụ ở lòng bàn tay bên trong đem cưỡng ép ngưng vì một thanh hoàn toàn do lôi đình tạo thành kim sắc thần đao vẻn vẹn tràn lan ra tới sắc bén khí tức cũng có thể làm cho pháp tắc băng diệt tiếp theo hơi thở kim sắc thần đao trảm rơi lôi đình lực lượng nổ bắn ra mà ra, lẫn lộn lấy tử vong tịch diệt khí tức hướng phía tâm ma hoàn trảm đi. Tịch diệt đao đạo pháp tắc. Không. Chuẩn xác tới nói. Chính là tịch diệt đao đạo quy tắc. Tại thẩm trường thanh bây giờ pháp tắc số lượng trước mặt, sở hữu pháp tắc lực lượng quán thâu bên dưới, đã không chỉ là có thể ngắn hạn thúc đẩy sinh trưởng một môn quy tắc đơn giản như vậy, đã là có thể làm đến thúc đẩy sinh trưởng hai đạo quy tắc tình trạng. Bây giờ. Một đao này bên trong, chính là ẩn chứa thương lôi hoàng chém quy tắc, cùng với tịch diệt đao đạo quy tắc. Hai đạo quy tắc lực lượng điệp gia bên dưới, phát huy ra đáng sợ vĩ lực, so đơn nhất quy tắc đều muốn khủng bố không biết bao nhiêu. Trong nháy mắt đó, tâm ma hoàng trên mặt cuối cùng nổi lên sợ hãi. Hai đạo quy tắc. Ngươi chỉ là thiên địa thần vương, vì sao có thể nắm giữ hai đạo quy tắc? Hắn không thể tin được, thế nhưng là lại không thể không tin mắt thấy chém xuống kim sắc thần đao bên trong, chính là ẩn chứa hai đạo cường đại chí cực quy tắc lực lượng. Rất nhanh. Tâm ma hoàng chính là bình tĩnh lại, nhìn xem chém xuống kim sắc thần đao, trên thân cũng là có nồng đậm chí cực quy tắc lực lượng hiện ra tới. Bản hoàng mười vạn năm trước chứng đạo quy tắc thần vương, sau tại ba vạn năm trước bước vào nửa bước thần chủ cảnh, tại một vạn năm trước minh ngộ đạo thứ hai quy tắc. Chưa từng có bất luận là một tu sĩ nào tin tưởng bản hoàng trong tay nắm giữ hai đạo quy tắc. Bây giờ ngươi thực lực, có tư cách kiến thức đến bản hoàng lực lượng chân chính. Hắc ám hiện lên. Cực hạn trong hắc ám, lại là có một vệt ánh sáng từ không tới có giống như xuất hiện. Ngô tự dẫu ám tới, thế gian có ánh sáng mới có thể có ám, thế gian không ám chính là không ánh sáng, ngô tại hắc ám quy tắc trung minh ngộ quan minh quy tắc, cả hai tương khắc cũng là tương sinh, tuy là thần chủ ở trước mặt, bản hoàng cũng là không sợ. Tâm ma hoàng thanh âm dân cao, bên trái hắn thân thể hóa thành hắc ám. Bên phải thân thể hóa thành quang minh. Hai cổ bản thân là tương khắc lực lượng, bây giờ nhưng lại như là cùng nước sữa hòa nhau bình thường tương sinh, chỉ thấy hai cổ quy tắc lực lượng hóa thành hai đạo cùng phong cúng trời mà lên, sau đó ngưng tụ làm một phương quang ám cối xây ma diệt hư không. Đợi đến kim sắc thần đao trảm rơi thời điểm, hai cổ lực lượng trùng kích vào, phản phất vô tận sinh diệt ở nơi đó hiện ra tới. Oanh, khủng bố dư âm tàn phá bừa bãi bát phương. Nằm ở trong hố sâu hoặc tâm thần vương nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi hiện ra kinh hỷ thần sắc. Bệ hạ vậy mà nắm giữ hai đạo quy tắc. Hắc ám quy tắc. Quang minh quy tắc. Hai cổ quy tắc lực lượng đơn nhất tình huống dưới. Chỉ là cùng bình thường quy tắc không hề khác gì nhau, nhưng nếu là hai cổ quy tắc lực lượng đồng thời vì một tôn thần vương nắm giữ lời nói như vậy bộc phát ra vĩ lực chính là không phải bình thường rồi tại cổ lực lượng kia dư âm trùng kích vào hoặc tâm thần vương cảm giác được tự thân thần quốc lung lay sắp đổ đối với lần này hắn cũng không lại hao phí thần quốc lực lượng đến uẩn dưỡng bản thân thương thế mà là toàn lực duy trì thần quốc ổn định không phải đợi đến thần quốc phá diệt lời nói bản thân ngay lập tức liền muốn vẫn lạc trong hư không. Quan ám cối xây hoành không. Sức mạnh đáng sợ ma diệt hết thảy. Kim sắc thần đao bên trong mặt dù ẩn chứa hai đạo quy tắc lực lượng, nhưng ở quan ám cối xây trước mặt, cũng là từng khúc vỡ vụn ra. Người này thực lực, đã có thể đứng hàng thê đội thứ nhất đỉnh phong trình độ. Thẩm trường thanh sắc mặt trang nghiêm. Tâm ma hoàng thực lực, để hắn rất là ngoại ý muốn. Nếu như nói không có thi triển hai đạo quy tắc trước kia tâm ma hoàng, luận đến thực lực chỉ là miễn cưỡng ở vào thê đội thứ hai đỉnh phong mà thôi, nhưng bây giờ hai đạo quy tắc thi triển đi ra, thực lực liền nhảy lên trở thành thê đội thứ nhất đỉnh phong cấp độ. Luận đến thực lực So với cái kia thần vương đệ tứ cảnh thần cung thiên kiêu, đều cường đại hơn không ít. Có thể nói, tâm ma hoàng hiện tại bày ra thực lực, tại thẩm trường thanh nhìn thấy sở hữu thần vương bên trong, đã là có thế với tới trước ba rồi. Trước ba người. Một là kiếm hoàng lệ khai dương, một là chúc tông tông chủ chung sơn đông huyền, một cái thì là nến hoàng. Tâm ma hoàng thực lực bây giờ so với lệ khai dương là có chỗ không bằng, nhưng cùng chung sơn đông huyền cùng với nến hoàng so sánh, ai mạnh ai yếu vậy liền còn chưa thể biết được. Quang Minh cùng hắc ám mặc dù tương khắc, nhưng tương tự tương sinh, hắn có thể đồng thời lĩnh ngộ hai đạo quy tắc lực lượng, cả hai điệp gia tình huống dưới, hoàn toàn không kém gì như vậy lĩnh ngộ ba đạo quy tắc tồn tại, mà lại là đem ba đạo quy tắc đều lĩnh ngộ được một cái cao thâm tầng thứ cường giả. May mà chính là hắn lĩnh ngộ hai đạo quy tắc đều không phải chân chính trên ý nghĩa quang minh cùng với hắc ám quy tắc, chỉ là hai đạo quy tắc diễn sinh ra tới quy tắc mà thôi. Bằng không, chỉ bằng nhờ vào đó hai đạo quy tắc lực lượng, liền có thể đối cứng thần chủ rồi. Thanh y thanh âm rơi vào thẩm trường thanh trong tai. Để hắn sắc mặt ngưng nhiên. Mặc dù dựa theo đối phương thuyết pháp, tâm ma hoàng lĩnh ngộ không phải chân chính trên ý nghĩa quang minh cùng với hắc ám quy tắc nhưng đối phương bây giờ bày ra lực lượng đã là đủ cường đại rồi bất quá thẩm trường thanh cũng không có bất luận cái gì e ngại tương phản nội tâm chiến ý bốc lên tốt bản tọa liền nhìn một chút rốt cuộc là ngươi hai đạo quy tắc cường đại vẫn là ta hai đạo quy tắc cường đại dứt lời tay phải hắn nắm tay Thương lôi hoàng chém cùng với tịch diệt đao đạo quy tắc lực lượng ngưng tụ tại cánh tay phải so sánh, đối nghiền ép mà đến quan ám cối xây. Hung hăng oanh kích ra ngoài. Âm âm. Cương đại lực lượng bộc phát ra kinh thiên tiếng vang. Thập phẩm đỉnh cao nhất nhục thân rung rẩy kịch liệt, da dẻ trong lúc mơ hồ có thể thấy được trạng nước, đúng lúc này, hơi yếu luân hồi pháp tác hiện ra đến, đem kia cổ ma diệt lực lượng cưỡng ép tan rã một chút, hóa thành tân sinh lực lượng chuyển vào thẩm trường thanh trong thân thể rạn nứt da dẻ chậm rãi khôi phục sau đó thẩm trường thanh tay trái lần nữa đánh ra một quyền hư không nổ tung chỉ thấy trấn áp mà đến quan ám cối xây trực tiếp bị thẩm trường thanh lấy hai tay kình thiên chi thế cưỡng ép đứng vững căn bản không thể rơi xuống mảy may một màn này để tâm ma hoàng sắc mặt âm trầm khó coi Bản hoàng không tin, ngươi thật sự cường đại đến trình độ như vậy. Hắn bước ra một bước, trực tiếp dậm ở quan ám cối xây phía trên, tự như thái sơn áp đỉnh bình thường, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bạo tăng.